Kính thưa quý vị, nếu vừa rồi quý vị cổ vũ nồng nhiệt cho bài hát sôi động trẻ trung của nữ ca sĩ Thúy Quỳnh, thì bây giờ mời quý vị cùng thả hồn sâu lắng theo những giai điệu dân ca tình tha thiết qua tiếng hát ngọt ngào quyến rũ của nữ ca sĩ Anh Thư. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiếng hát Anh Thư. Chào người đẹp Anh Thư. Chương trình thúc rồi mà anh chưa về sao? Tôi muốn ngồi thêm vài phút nữa để những cảm giác đê mê thấm vào tâm hồn tôi trọn vẹn. Tôi sợ những cơn gió lạnh ngoài kia sẽ làm cho cảm giác ấy nó rơi đi anh Thư à. Anh có một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Xin cảm ơn anh về những bó hoa mà hàng đêm anh đã tặng cho tôi. Ồ, có gì đâu. Chẳng qua tôi muốn tỏ lòng trân trọng của tôi đối với những cảm giác mà cô đã mang đến cho tôi. Có lẽ ngoài tôi ra không ai hiểu được cái ấy tuyệt vời đến mức độ nào. Thật tôi không ngờ những giai điệu dân ca lại cuốn hút anh đến như vậy. Tôi cũng không ngờ cô lại đến bàn của tôi để trò chuyện như đêm nay. Tính hiếu kỳ đã làm cho tôi phá vỡ cái nguyên tắc của mình. Anh có thể cho tôi biết tại sao mỗi đêm anh đến đây rất trễ, nghe một bài hát dân ca của tôi, tặng cho tôi một bó hoa xinh xắn suốt một thời gian dài như vậy mà anh không hề tỏ ý muốn được làm quen với cô chứ gì? Anh có thể không trả lời nếu như anh không muốn. Có gì đâu mà phải che giấu cô. Lý do một phần là tôi nhút nhát. Nhưng mà giây phút ban đầu thôi nha. Phần còn lại tôi không muốn mình bị đồng hóa bởi những con người luôn muốn bày tỏ lòng hâm mộ của mình kèm theo sự tính toán hơn thua. Như là kẻ bán với người mua, kết quả phải luôn đáng với đồng tiền. Mà tôi dành cho cô tất cả lòng trân trọng, rất chân thành và không vô lời. Những đóa hoa mà tôi đã tặng cho
cô, thay lời cảm ơn của một khán giả trung thành. Anh quả là đặc biệt hơn người, lần đầu tiên tôi mới thấy. Nhưng nếu tôi chủ động đến nơi này, có làm cho anh đổi thay suy nghĩ? Và cho rằng tôi không còn đáng. Hành động nhưng mà ý nghĩ thì khác nhau. Tôi cũng là người biết phân biệt thấp cao. Tôi chưa hiểu hết ý của anh. Đừng thôi, cô đến tìm tôi với một mục đích trong sáng, là để cảm ơn một khán giả ái mộ. Ngoài ra không còn động cơ thầm kín nào khác. Tư cách của cô càng làm cho tôi trân trọng cô hơn đó, cô Anh Thư à. Anh đề cao tôi quá. Nhưng thôi, khuya rồi. Anh còn về nghỉ ngơi nữa. Xin cảm ơn lòng ái mộ của anh đã dành cho tôi. Ngoài việc hát để kiếm tiền, từ nay tôi còn phải hát sao để không phụ lại tình cảm của một khán giả trung thành, cổ vũ cho tiếng hát của tôi. Chúc anh ngủ ngon. Chúc cô ngủ ngon. Anh Kiệt. Cô Thư đó hả? Xin lỗi cô nghe, gió mát quá nên tôi ngủ hồi nào tôi không hay nữa. Tôi xin lỗi anh mới phải chứ, tại tôi nói chuyện lâu quá làm anh phải chờ. Nhưng mà mấy bữa nay thấy anh uể oải lắm á, anh có bệnh gì không? Đâu có cô, cách đây 4 bữa trước nhà tôi có cái đám cưới, họ ca họ hát suốt đêm làm tôi không có ngủ được. Đám cưới vừa xong, bên hông nhà có cái đám ma tò le tó te tới sáng. Mới chôn hồi trưa nè, 4-5 đêm mà ngủ được, cặp mắt của tôi nó trắng giả nè, cô thấy không? Vậy thì sao anh không nói cho tôi biết? Hay là đêm mai anh ở nhà ngủ cho lại sức đi, tôi đi xe ngoài mấy bữa cũng được mà, không có sao đâu. Nói vậy thôi chứ cô đừng có coi thường tôi nha. Coi ốm yếu vậy chứ sức của tôi là sức trâu đó cô. Hồi thằng Tuấn em của tôi á, nó sắp thi vô đại học, tôi chạy tiền lo cho nó, muốn phờ râu luôn vậy đó. 3 tháng là tôi phải chạy xe ra chợ Cầu Muối á, để chở hàng cho 3 người khách mối của tôi. Tới khi trời hừng sáng, tôi phải chạy nhanh về không kịp thở, để nấu cho thằng Tuấn một nồi cơm, nó ăn xong còn kịp tới trường. Là tôi 3 chân 4 cẳng chạy tới công trường làm phụ hộ cho người ta. 6 giờ về nấu ăn rồi tắm giặt, xong 7 giờ tôi đi đạp xích lô, đến nửa đêm về dọn dẹp quét ngay nhà rồi ngồi dán bao bì cho tới khuya. Tôi có nghe gì năm kể chuyện này, thật tình nha, tôi rất là phục anh. Đừng nên phi sức, mái móc còn có khi phải nghĩ mà. Cứ như vậy lỡ bệnh hoạn ốm đau, rồi anh biết lo liệu cách nào. Em của tôi nó sắp ra trường, kỹ sư đàng hoàng nó nghe cô. Chừng đó tôi đây nghỉ ngơi cũng không muộn, thằng Tuấn sẽ kiếm tiền mà lo lại cho tôi. Còn bao nhiêu chuyện chung quanh nè, tuổi của anh á cũng đến lúc lập gia đình mà không biết lo gì cho bản thân. Lập gia đình thì lúc nào cũng được, lo cho tương lai của em tôi là chuyện cần thiết hơn, miễn nó có công danh sự nghiệp, tôi có ở giá suốt đời tôi cũng chịu nữa mà. Nè, già mà cô đọc buồn lắm đó nha. Có gì đâu mà buồn, không có vợ thì có em có cháu cũng vui vậy. Còn nếu cô có lòng tốt á, mai mốt con cô cho tôi một đứa làm con nuôi để hú hí lúc tuổi già. Cái anh này, thôi khuya rồi chở tôi về đi, chứ ở đây nói chuyện hoài hay sao. Vậy mời cô lên xe. Mà nè, đừng có ngủ gục nghe, rồi đưa tôi vô gốc cây đi nghe ông.
bảo đảm với cô trên từng cây số. Nào, giọt. Di Đà, con giái tam vị thánh tổ bài cào phù hộ cho con xin cơm bữa nay con làm ăn được không? Nam mô Di Đà Phật. Tao bích hoài vậy cha, năm nay đâu phải là năm tuổi của con đâu mà cha lên hoài vậy cha? Cái mặt cha đen thùi, tôi đâu có hãm đâu cha lên hoài vậy. Một lần nữa, Nam mô Di Đà Phật, con giái tam vị thánh tổ bài cào cho con xin cơ rô chuồng gì cũng được, từ cái con bích ra. Chấp nhận không? Tổ cha nó cũng bích nữa rồi. Trời ơi, thần bài cào, bữa nay có xỉn không cha nội? Sao lên hoài vậy? Cút xe! Trời ơi, lọt tổng mắt chưa? Chưa, còn thấy trời ơi trời. Ủa? Cậu là ai vậy? Sao đứng đó nãy giờ không chịu lên tiếng để mình lỡ mình luyện bộ bài trúng đó? Dạ đâu có, vừa mới bước vô cửa là ăn nguyên bộ bài vô mặt rồi, có kịp nói gì đâu. Vậy à? Vậy mà tôi tưởng đó. Ủa, mà ai mở cổng rào cho cậu vô vậy? Dạ con thấy cổng rào không có đóng cho nên con bước vô đại à. Tổ mẹ cái thằng này. Bác sao bác chửi con? Chửi mày chứ chửi ai? Ủa không phải chửi cái thằng Út Cu. Thằng mắc dịch tới đầu xóm này nè. Út Cu, hồi nãy nó vô nó mượn đồ tôi, nó ra về nó không chịu đóng cổng lại, tôi chửi là chửi nó không phải chửi cậu. Ok. Dạ con hiểu. Ok. Dạ vậy là cậu á. Ủa mà cậu là ai, cậu tới đây làm gì, tìm dạ. Ai dạ thưa bác, con tới đây con muốn hỏi thăm có phải đây là nhà của bà Năm Ok không vậy bác? Ok. Hả? Đây là nhà của tôi. Dạ bác là xin tự giới thiệu, Năm Ok. Dạ à. Dạ thưa bác, vậy con hỏi thăm có cô anh Thư ở nhà không bác? Ủa, nói vậy tới đây tìm anh Thư chứ không phải tìm tôi? Dạ con là khán giả ái mộ của anh Thư. Dạ mấy bữa nay không thấy cậu tới quán nhạc hát, nghe nói cậu bị thương vì té xe, cho nên con mới hỏi địa chỉ và mang qua tới đây để thăm cậu đó. Vậy không? Dạ. Ok. Mời cậu ngồi. Dạ. Để tôi đi rót nước. Dạ thôi khỏi bác. Dạ cảm ơn bác. Bác ơi, bác làm ơn cho con gặp anh Thư đi bác. Con Thư hả? Dạ. Nó đi bệnh viện rồi cậu à. Trời ơi, nằm bệnh viện. Sao con nghe nói Thư bị thương nhẹ ở tay thôi mà bác? Ok. Mới đầu thì nhẹ thôi, ngày hôm sau nó mới la nhức nhối, rồi người ta mới lấy cái kiến người ta rọi vô thì mới thấy cái xương tay nó bị gãy. Trời, thịt ở cái chỗ xương tay nó bầy nhầy hết trơn mà nó làm độc. Trời ơi, cánh tay nó sưng lên vậy bằng cái bắp chuối vậy nè. Ok. Ủa bác ơi, sao mà mau quá vậy bác? Tôi có phải là bác sĩ đâu mà biết. Người ta nói nó không điều trị kịp thời thì cái tay nó kể như bị cưa rồi cậu ơi. Mà cậu nhìn coi, nếu một người phụ nữ mà cái tay về coi được không cậu? Dạ. Tội nghiệp lắm cậu à. Còn gì là nhan sắc nữa đâu. Mấy ngày nay nó cứ đòi nó chết hoài, tôi khổ lắm cậu ơi. Bác ơi, hoàn cảnh của cậu bi đát vậy sao bác? Tội nghiệp nó lắm cậu à. Ok. Má của nó là chị ruột của tôi, chỉ cứ nay ôm mai đau, nó còn cả một bầy em dạy khờ nheo nhóc. Ok. Trời ơi ok hoài à. Nên nó phải rời bỏ quê nào đi tìm kế sinh nhai để nuôi cả gia đình từ mấy năm nay. Là đứa con yêu tao, nó đâu màng dạ
phải cứ mang bao sóng gió cuộc đời. Bây giờ cậu đã hiểu hết rồi, nó đang rất cần mọi người hỗ trợ, mà tôi thì nghèo xác xơ. Bác à, bác đừng có lo. Thấy hoàn cảnh của cổ như vậy thì con làm sao làm ngơ được hả bác? Anh Thư đang nằm bệnh viện nào vậy bác? Tôi cũng không biết nữa. Ủa vậy rồi à, ai đưa cô đi bệnh viện? Hôm qua tôi bận cho nên nó đi có một mình à. Trời đất, cô bệnh như vậy mà bác để cô đi một mình sao? Tôi đòi đưa nó đi mà nó không có cho. Tội nghiệp con nhỏ lắm, cổ bao nhiêu cũng một mình nó dành hết trơn à. Bây giờ tôi cũng không biết nó nằm bệnh viện nào nữa. Trời ơi. Rồi cũng không biết tiền đâu để lo thuốc thang chạy chữa cho nó nữa. Khổ lắm cậu ơi. Thôi được rồi, để con đi vô mấy bệnh viện nhờ người ta kiếm cổ. Còn đây là một ít tiền nè, bác giữ lấy mua đồ bổ cho cổ ăn đi. Nếu gặp được cổ, con sẽ báo lại cho bác biết. Thôi con đi nha. Dạ, cảm ơn cậu, cậu đi lẹ lẹ đi cậu. Coi vậy chứ, số của tôi đâu có đen như là cái bài bích đâu mà nói vậy. Gặp dân sộp rồi âm Tư ơi. Tâm của tao gài đổ cho mày, tao lấy phân nửa. Ok. Mày, công của mày là cục mồi để cho tao, tao cũng chia cho mày phân nửa. Ok. Rồi, đói bụng rồi, đi ăn hủ tiếu bò viên mới được. Ủa, trời đất ơi, sao bữa nay con về sớm vậy? Bữa nay ít khách, ông thầy ông bó tay con lại rồi ông cho con về liền đó. Vậy con ra ngoài đầu ngõ con có gặp cơ cơ. Dạ, gặp ai? Gặp ai vậy Nam? Không, đâu gặp ai đâu. Vì muốn nói là con có gặp cái thằng nhỏ nó đẩy cái xe bò viên đi bán dạo không đó. Dạ okay. Không, con không có gặp. Bộ gì đói bụng rồi hả? Sáng tới giờ có ăn gì đâu, không đói bụng. Đói muốn chết đây nè. Vậy dì đi ăn đi, con ở nhà con coi nhà rồi nè. Thư à, dì muốn nói cho con nghe cái chuyện này nha. Ok. Dì biết á, là hồi đó tới giờ con không ưa mấy cái chuyện đó. Nhưng mà dì lỡ... Chị ghé lớn. Dì Năm. Trời, ghé nhỏ. Em đi đâu đây? Trời ơi, thì em đi lên đây thăm chị nè, chứ gì đâu. Ok. Ủa, cái gì á? Con gái nhỏ đây ha. Trời đất ơi, trước vậy nó có một chút xíu à, bây giờ thành thiếu nữ rồi, ăn gì mau lớn quá vậy mày. Gái nhỏ. Dạ. Em lên đây làm gì? Rồi ai ở nhà với má mà em lên đây? Dạ, cậu Tư qua đón má về ở với cậu rồi, có cậu chăm sóc cho má, em mới xin má cho em lên đây thăm chị nè. Ý, mẹ ơi, ở trên này sao cái gì cũng đẹp hết trơn à, sao nhà lầu quá trời quá đất à. Mẹ ơi, nhìn đã con mắt luôn nghe. Mày nhìn coi chừng xe đụng mày nghe chưa. Nhìn cũng phải để ý xe cộ nữa đó. Ủa, mà sao mày đi con mình mày mà mày tìm được nhà hay vậy mày? Dạ, đường đi trong miệng mình nè chứ ở đâu gì Năm. Ý, trời ơi, tay chị sao vậy chị gái lớn? Không có sao hết á, chị bị trật sơ thôi à. Còn em, định ở chơi mấy bữa rồi về dưới. Cái gì mà mấy bữa? Xin với má rồi, mấy năm nay có một mình chị vất vả kiếm tiền nuôi em với nuôi má. Cho đến hôm nay em đã lớn khôn, bổn phận của em á là phải giúp cho gia đình. Má đã bằng lòng cho em lên đây ở, chị dắt em đi làm để giúp chị một tay. Thôi thôi, em cho chị xin đi, tuổi má đã già, nay uống lại mai đau, em phải cẩn kề chăm sóc ngày đêm. Phần của chị hai đã có anh Tư ảnh lo rồi, cứ để nó ở trên này cho có chị có em. Đó, chị gái lớn nghe gì Năm nói không? Có thêm một người làm á thì có thêm tiền, mà có thêm tiền á thì chị cũng đỡ cực khổ chứ có gì đâu. Nhưng mà ở trên này thì em làm được cái gì? Em nói chị nghe coi. Mẹn ơi, ở trên này thì thiếu gì chuyện làm chị. Mà ý của em á thì em thích chị dẫn em đi làm. Làm ca sĩ. Ca sĩ. Dạ. Ca sĩ. Ca sĩ. Ok. Y như chị vậy đó. Mày ca sĩ. Dạ. Trời ơi trời, mày ca được không?
Trời ơi, tại vì Năm không biết á chứ. Ở dưới ha, đêm nào con cũng theo tụi bạn ra ngoài chợ hát karaoke hết á. Để con ca thử cho dì Năm nghe nha. Bằng một bài tao nghe coi. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Chín mươi ngày qua. Dạ. Mày ca vậy sao được ta? Dạ. Năm đến hè lòng mang mát buồn. Phải dịu lại cái chỗ đó mới hay. Tự gì con chưa tập thì từ từ chị con tập lại cho con rồi con hát được chứ gì đâu dì Năm. Thôi thôi thôi. Nghe bao nhiêu đó là tao biết trình độ ca hát mày tới đâu rồi. Mà con nói gì Năm nghe nghe. Cái đó mới là tân nhạc hay đó. Còn tân cổ giao duyên nữa. Để con biểu diễn cho dì Năm nghe luôn ha. Mà phận gái 12 bến nước thôi, biết bên đi gái nhỏ ơi. Trời ơi, lỡ lên đây rồi thôi chị cho em ở chơi vài ngày đó. Rồi thôi sáng mốt em đi về dưới đi. Sao vậy chị hai? Em muốn ở trên này với chị à. Chị nói không là không. Em mà còn nói nữa là chị đuổi em về dưới liền bây giờ đó. Dì Năm à. Mày khỏi kêu tao, để tao nói chuyện. Ok. Tao không biết gì hết trơn á. Nói chị của mày nó có quyền. Còn tao á có một thân một mình nè. Con cháu đứa nào lên đây ở tao chấp nhận hết. Ok. Biết rồi. Tôi nhìn thấy chị là tôi biết rồi. Bây giờ chị là ca sĩ mà. Chị đẹp nè, chị sang. Tên tuổi của chị được nhiều người biết tới. Còn tôi nè, tôi xấu, tôi đen. Đầu tóc thì cháy khô, da sạm nước vàng. Lại thêm cái hàm răng súng nữa. Súng nhưng mà tao thấy có duyên. Ok. Bởi vậy tôi biết chị sợ tôi ở gần bên sẽ làm cho chị thêm xấu hổ. Vì có một đứa em nghèo khổ quê. Gái nhỏ, chị đừng có chối nữa. Dù tôi vẫn còn trong lứa tuổi dài khờ, nhưng lòng dạ của chị thì tôi đây rất hiểu. Chị chỉ biết nghĩ tới mình thôi, chứ có thương tưởng gì đến tôi đâu. Chị muốn tôi chôn cuộc đời nơi hẻo lánh xa xôi, tay nắng chân bùn phơi mình trong mưa gió. Còn chị thì cao sang lộng lẫy, chị sống yên vui nơi phố thị quá đẹp. Gái nhỏ à, chị thương em thế nào em không biết sao mà nỡ nói với chị những lời đó vậy lúc nhỏ. Con gái lớn nó cực khổ nuôi mày từ lúc nhỏ. Mày nói vậy ra tao thấy không có đúng đâu nha gái nhỏ. Ok. Phải vậy không? Vì làm ơn nhìn kỹ đi. Là chị em ruột thịt. Mà chị thì như vậy đó. Còn con có khác nào con chuột hôi cứu vỏ chị Năm? Cái này thì mày nói đúng nè. Ok. Quyền ơi, nếu không vì má vì em thì chị đâu phải dấn thân vào nơi vô bụi. Khi chập chờn trong giấc ngủ, chỉ thèm được sống lại những ngày trong kỷ niệm tuổi thơ. Những ngày chị dẫn em đi mò cua, đi bắt ốc, rồi gối tóc cho em dưới gốc mận sao hè. Chị không muốn cho em ở lại nơi đây, vì mảnh đất phồn hoa dung có nhiều cam đầy. Mà em còn quá ngu cờ vung dài, thà chỉ khổ hơn là để hại đến thân em. Em khờ dại thì còn chị chi. Cái gì em không biết thì chị dạy cho em biết chứ. Con gái nhỏ nó nói phải đó. Dù sao có chị của em vẫn hơn mà. Ok. Tánh của nó gì không có hiểu đâu. Nó ham chơi, lại thích đua đòi lắm. Nó mà nghe lời dụ dỗ của người ta thì con với dì cản nó không có được đâu á. Con gái lớn nó nói cũng đúng đó. Lỡ có chuyện làm sao mà tao ăn nói với má mày ra chứ. Ok. Dì Năm à, con ở đây miễn gì với chị hai. Nói sao con nghe vậy thì sợ cái gì chứ.
Con gái nhỏ nó nói đúng đó. Theo tao á thì mày nên cho nó ở lại đây với mày đi gái lớn. Ok. Dì Năm à, ban ngày thì con đi làm, ban đêm con đi hát. Dì thì ở ngoài đầu xóm nhiều hơn ở nhà. Dì liệu coi có kiểm soát nó nổi không mà dì nói vậy. Đúng rồi, con gái nó nói phải rồi. Một mình mày ở nhà mày quậy đục nước tao làm sao biết được. Thôi về dưới đi con. Ok. Dì Năm à, dì Năm ơi, con ở nhà một mình, con làm hết công chuyện cho. Con giặt đồ nè, con nấu ăn nè, con lau nhà nè. Không đủ giờ làm nữa chứ đừng có nói tới giờ con quậy. Phải rồi, con gái nhỏ nó nói đúng rồi. Có nó mình cũng đỡ cực mà đỡ tốn tiền mướn người giặt đồ nữa. Có nó ở đây à, có chị, có em, có người, có nhà, có cửa vẫn hơn. Phải không? Ok. Nhưng mà con nói là em không biết. Đây là nhà của dì Năm. Dì Năm cho em ở thì em cứ ở. Dì Năm ơi, con cảm ơn dì Năm nha. Gái nhỏ, gái nhỏ, nó quyết định rồi, mày kêu chi nữa. Con mệt ghê á dì Năm à. Dì Năm ơi, có lẽ con nghĩ là dì Năm nên đổi thành thứ ba mới phải á dì Năm. Ba? Nghĩa là sao tao thứ năm mà mắc mớ gì mày đổi tao thứ ba? Ba là gì? Ba chứ, ba phải đó. Trời ơi, mày dám nói tao ba phải? Từ nay chị em mày làm cái gì thì làm, tao không có xía vô. Ok, tao đi ăn hủ tiếu. Bye chưa về dưới sao? Dạ chưa. Ông chủ vừa trái cây, ông gả con gái. Bà chủ hàng ở lại dự đám cưới nên ngày mai xe quay về dưới. Sẵn ở không nên em trở lại đây dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Hồi nãy thấy anh ngủ say quá em không có kêu anh dậy. Hồi hôm cái chân nó hành tôi nhức quá tôi không có ngủ được. Tới gần sáng tôi mới chợp mắt. Em Tuấn đi tới trường hồi nào tôi cũng không hay nữa. Sao anh không ngủ thêm giấc nữa đi? Dậy sớm làm gì cho nó mệt. Hôm nay em Tuấn làm lễ tốt nghiệp, tôi thức đợi nó về để mừng với nó. Còn Phượng, lâu lâu được rảnh một ngày, sao không tranh thủ dạo chơi mua sắm gì đi? Em đi đi về về như là con thoi vậy á. Được rảnh ngày anh lại biểu em đi nữa chán lắm. Em thèm được ở nhà dọn dẹp nhà cửa nè, nấu cơm nấu nước nè. Được làm công việc bình thường của một người phụ nữ là em cảm thấy vui lắm rồi. Vậy tại sao em lấy chồng đi? Chừng đó em được ở nhà rồi ta hộ làm công việc cho thỏa thích. Thôi đi, thôi đi nha. Sao vậy? Sao anh không chịu lấy vợ đi mà cứ xúi em có chồng rồi vậy? Anh là đàn ông, có lấy vợ trễ một chút cũng đâu có sao. Còn em là con gái, đợi thêm vài năm nữa rồi không ai thèm thì đừng có khóc à. Ế chồng thì đâu có gì phải khóc chứ. Em chỉ sợ là... Ế chồng em không sợ. Vậy chứ em sợ cái gì? Em chỉ sợ là khi... Mình... Mưa nhiều nhưng người yêu như
chưa vào yêu, mà sao em sớm lo mất tình yêu. Tâm hồn em trong sáng ngây thơ, đêm tháng ngày dung đắp từng niềm mơ. Kiệt ơi, bông bưởi bông cao nó bình dị đơn sơ, chứ đâu biết đón mộng như hải đường thước dước. Chỉ sợ ước mơ cứ mãi là mơ ước, thương lắm mà không nói được nên lời. Một chút tình xuân chôn liệm đến muôn đời. Đèn Sài Gòn thì ngọn xanh đỏ, chứ đèn Mỹ Tho thì ngọn tỏ ngọn luôn. Người ta về là để học chữ nhu, và người con gái thì mời thú dân đời. Nhưng ngọn đèn xanh đèn đỏ ở Sài Gòn, biết ai còn nhớ Mỹ Tho đèn ngọn luôn ngọn tỏ. Thương nay ở Sài Gòn này rồi phải không? Vậy mà lâu nay giấu không cho anh biết ha. Nè, ai vậy? Sao chở hàng cho em hoài mà anh không có thấy? Người đó anh có quen không? Không biết người ta vô tình hay người ta khờ thiệt, mà lúc nào gặp em cũng làm như không biết không hay vậy đó. Kỳ ghê. Phương ơi, nếu đã chọn được người tâm đầu ý hợp thì ngại gì mà không bày tỏ ân tình. Nhưng em là con gái mà, làm sao có thể nói ra lời tận đáy tim mình. Vậy thì em nói đi, người đó là ai, quen hay lạ, để anh sẽ lựa lời mà nói giúp giùm cho. Mà kỳ quá. Nhưng mà nói trước à. Dạ sao? Nếu như thấy đó là người tốt, có tư cách đàng hoàng, biết cần mẫn làm ăn thì anh mới giúp. Chứ lỡ mai đây cuộc đời em chịu khổ thì anh cũng trọn đời không thể sống yên vui. Ai thèm, ai thèm anh làm mai làm mối. Nhìn anh em thấy anh vô tình không thua gì cái người đó đâu. Anh lo cho anh đi, không khéo anh cũng trở thành ông già ế vợ đó. Ôi, anh thì có gì phải lo. Bây giờ em Tuấn nó ra trường rồi, đợi nó có việc làm ổn định đàng hoàng, anh lo cho anh đâu có muộn. Anh Hai ơi, em về rồi nè anh Hai. Ủa, chị Phượng cũng còn ở đây hả? Sao lại không? Hôm nay là ngày vui của em mà. Chị sẽ đi chợ nấu bữa cơm đặc biệt chúc mừng em. Em chịu? Dạ chịu. Phượng à, để anh vô lấy tiền. Không mà, em muốn chúc mừng cho Tuấn chứ bộ. Mất mớ gì anh mới đưa tiền không biết hả? Để tiền đó mà mua quà cho chú em yêu quý của anh đi. Em đi chợ rồi nha, chị đi nghe Tuấn. Dạ. Sao, lễ tốt nghiệp em có vui không? Vui chứ sao không anh. Mà có lẽ em trai của anh là người vui nhất trong buổi lễ này đó. Vậy à, vui chuyện gì nói cho anh nghe coi. Anh Hai nè, anh còn nhớ thì dân bạn học của em không? Sao lại không nhớ? Anh biết không, hôm nay ba của Thùy Dân cũng đi dự lễ. Nghe Dân nói về thành tích học tập của em, bác ấy tìm gặp em để chúc mừng. Rồi bác ấy trao đổi với em về phương hướng tương lai. Nhưng bác ấy nói gì về em? Bác nói Thùy Dân thường nhắc nhở về em, chỗ thân quen bác có lòng giúp đỡ, giới thiệu em vào việc ở công ty chung chỗ với bác hiện nay. Vừa mới ra trường đã có ngày công việc, đúng là em đã gặp phải vận may. Nghe được tin này anh mừng vô hạn, vậy từ nay em phải hết lòng hết sức đó
để đền đáp công ơn người đã giúp cho mình. Đó là chuyện tất nhiên, anh đừng lo lắng làm gì, nhưng mà chỉ có một điều, xin anh cố gắng mà giúp đỡ cho em. Tuấn à, tâm nguyện của anh là lo đến công toại danh thành cho đứa em ruột thịt của mình. Anh coi đó là bổn phận mà thôi. Em biết, nhưng có những điều vượt quá khả năng của anh, sẽ khó khăn cho anh nhiều lắm anh hai à. Tuấn, mình chỉ còn lại có hai anh em mà. Anh đã có một lời thề trước giờ má xuôi tay nhắm mắt. Anh sẽ lo cho em đến thành nhân, dù gặp bao gian khó. Anh đây quyết hy sinh đời anh cho em trọn ước mơ. Bao tháng năm trôi qua, anh vì em mà nhọc nhằn khuya sâu. Anh hai ơi, rồi mãi đây dù em có rực rỡ cao sang hay ngất ngưỡng trên quê quyền danh vọng, thì bản thân em là dây chùm gới, còn anh mới là cổ thụ quý nghi ngạo nghễ giữa lưng. Không thể nào bù đắp được công lao, em không làm sao quên được anh à. Anh tôi sớm nắng chiều mưa, mồ hôi nước mắt đưa tôi vào đời. Dòng đời cay đắng ngược xuôi, đắng cay anh chịu để cho tôi ngọt bùi. Tuấn à, em hiểu được điều đó làm cho anh vô cùng sung sướng. Vì em hiểu được điều đó thì biết quý trọng những gì em đang có hôm nay. Nếu em không biết quý trọng những gì em có thì em sẽ không xứng đáng là một con người anh hai à. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi Tuấn à. Một giọt mồ hôi phí đi thì người ta cũng thấy tiếc, nhưng đổi cả đời cho điều hữu ích thì ai cũng thấy vui. Được thấy em thành đạt như hôm nay thì tất cả gian truân đã trở thành vô nghĩa. Anh còn có thể cho em nhiều hơn thế nữa, để chắp cánh cho em bay đến tận thiên đường. Một điều cô gìn giữ thủy chung, lo tròn cấu ân nghĩa. Biển đời bao la dậy đầy bao cám dỗ, đừng để cho bạc tiền che khuất cả lương tâm. Con người em ra sao, không lẽ anh không biết sao mà anh còn lo sợ? Anh nhắc nhở em thôi, chứ có lo sợ gì đâu. À, lúc nãy em nói cần anh giúp đỡ điều gì đó. Đâu, em nói đi. Ba của Dân nói bác ấy giúp đỡ công việc làm, người ta không đòi hỏi gì hết, nhưng phần em phải làm một việc gì đó để tỏ lòng biết ơn người ta. Thì anh cũng vừa mới khuyên em rồi đó, ai giúp đỡ mình dù người ta không đòi hỏi, nhưng tự thân mình phải biết công ơn. Vậy em định ra sao?
Bác ấy gợi ý em nên làm một bữa tiệc để ra mắt. Vậy thì có khó gì đâu. Để em nhờ cô Phượng đi chợ làm vài món ăn, mời người ta đến ăn một bữa cơm gia đình. Có hao tốn bao nhiêu đâu mà em sợ. Trời ơi, ai mà đãi ăn cơm ở nhà quê lắm anh hai ơi. Ít nhất là cũng phải nhà hàng khách sạn có máy lạnh bia bọt đàng hoàng chứ. Nhà hàng máy lạnh hả? Vậy có chừng bao nhiêu tiền mới đủ vậy em? Em hỏi người ta rồi, ít nhất là 3 triệu. 3 triệu? Anh hai, em biết số tiền đó đối với anh là lớn lắm, nhưng mà có công việc rồi, mình kiếm lại có bao lâu đâu anh. Anh hai, vì tương lai của em, anh cố gắng giúp em nghe anh hai. Không phải ai cũng có được cơ hội như em đâu anh hai à. Ráng giúp em nghe anh hai, nghe anh hai. Anh nghe rồi mà. Vậy anh hứa anh giúp em nghe anh hai. Anh hứa đó. Cảm ơn anh hai. Bây giờ để em vô tắm rửa thay đồ, rồi em chạy đến báo cho ba của dân biết. Nhớ lo nhanh nghe anh hai. 3 triệu đồng. 3 triệu đồng tôi kiếm đâu ra nè trời. Dùng cái giò đi. Ở đằng kia mày lao chưa có xong rồi mày làm gì mày cứ tui vô mày làm phiền tao hoài mày. Lao rồi, còn ướt nhẹp đó bộ. Thấy sao? Lao cái kiểu của mày hả? Anh nù vẽ xuống cái mày chấm mông rồi mày đẩy một cái rẹt từ đầu kia tới đầu này. Làm sao sạch được mày? Lao lại đi mày. Mày lao sạch đằng đó đi. Tao cộng xong cái sổ hụi này đó rồi mày lao tới chỗ này. Ok. Giải trời cho bị người ta giật hụi cho hết tiền luôn. Khỏi làm phách. Mày nói gì đó mày? Nói gì đó cái nhỏ? Tôi nói gì kệ tôi. Nói cho hả ơi không được sao? À, cái con nhỏ này. Mày bữa nay mày mắc cái gì mà mày kiếm chuyện với tao hoài vậy mày? Giờ này chưa trờ chưa trật rồi. Mày lau nhà chưa có xong. Rồi chừng nào mày mới giặt đồ? Chừng nào mày mới đi chợ? Chừng nào mày mới nấu cơm? Rồi chừng nào? Tôi không làm nữa. Tôi là cháu của dì, chứ tôi đâu phải đi ở đợ đâu mà dì đài tôi dữ vậy. Sáng mở mắt, dì bắt tôi đi gánh nước. Mới bỏ đồ gánh xuống là bắt tôi đi lau nhà. Lau nhà vừa xong cái dì bắt tôi đi giặt đồ chẻ củi. Tôi đi chợ, dì ở nhà, dì không có bắt cho tôi được nồi cơm nữa. Rồi ăn xong, cái dì nằm phè ra đó à. Dì bắt tôi nhổ tóc ngứa cho dì. Dì vừa vừa phải thôi chứ, đài đọ tôi kiểu này ai chịu cho nổi. Mày đừng có gieo tiếng ác cho tao nghe mày. Mới gần một tháng mà sao con quên má vậy con? Chính miệng của mày đã nói ra vừa lúc bước vào đây. Khi mà con gái lớn nó định đuổi mày về, mày đã đến gần tao để mà năn nỉ. Cho con ở trên này con phụ giúp với dì Năm rửa chén lau nhà giặt đồ với nấu cơm. Nói là phải làm chứ ai đài đoa mày đâu. Tại vì thấy tôi cần ở lại nơi đây. Lợi dụng thời cơ gì bắt bí tôi hoài. Biết được mà gì còn đài đỏ tôi thẳng tay nữa. Ok, ok. Nếu mày nói vậy thì từ nay khỏi làm nữa. Một phép con gái lớn về đây tao trả mày cho nó. Ok. Trả hả? Trả đằng chỉ đuổi tôi về dưới chứ gì. Chuyện đó mình không có trách nhiệm mà nha. Nè, vậy chứ cái chuyện mà dì mạo danh chị gái lớn á để nhận tiền nhận quà của người ta đó, dì có biết không? Trời đất ơi, bụng mày muốn chết hả mày? Mày khai đi. Lần nào tao cũng có chia cho mày sầm phẳng hết trơn á. Mày cũng có phần mà. Mày giỏi mày khai đi. Ok. Tôi không có sợ đâu. Bắt quá hả? Tôi đi về dưới thôi. Mà hễ tôi mà về tới dưới hả, tôi sẽ nói thiệt cho má tôi biết. Là ở trên này á, dì xúi tôi, dì dụ tôi, dì xúi tôi đi trồng cái hàm răng lại. Đằng mà dì biểu tôi đá lòng nheo với mấy thằng con trai ở đầu xóm nè. Tao để nó mai cho tôi cái áo đầm, nó sắm cho tôi dây chuyền cà rá. Nghe xong mấy cái chuyện này á, chắc là má tôi lên đây nè, khen gì dữ lắm đó, khen gì dữ lắm. Thôi, gái nhỏ ơi, tao đây
xin mày im miệng, xin bái mày làm mà sư phụ. Nếu cần tao sẽ gọi chị hai, từ nay ai lo phần lấy, tao không dám đụng tới mày. Không không không, công việc nhà tôi không có nữa. Vậy thì phần mày, mày cứ đi thả cửa đi. Vậy phải được không? Cảm ơn gì nha. Ok, khỏi cảm ơn. Nhưng mày nhớ giùm tao nghe mày, kể từ giờ phút này tao không xúi biểu mày làm chuyện đó nữa. Mai mốt có gì không được đổ thừa tao à nghe mày. Ok. Được rồi, dì cứ yên chí đi. Miễn là dì đừng có xen vô phá đám thì mọi chuyện gì hả con cũng chịu hết á. Nhớ ha. Ok. À, giờ con buồn quá, con vô thay đồ con đi chơi nha. Dì ở nhà mạnh giỏi ha. Ok ok ok. Ê cô, ô cô cô, cái mẫn này là tôi với con Thư còn khổ với nó dài dài. Ây da, mới lên tôi tưởng nó khờ, ai dè cái con này nó bán trời mà không cần văn tự nữa à nghe. Ok. Sông sâu bạc sắc làng em chất ta thật thà, tình quê thiên tha đậm đà. Dù đổi người ơi, thương nhau rồi thì tìm tới nhớ xa mà nhớ gần. À ơi nhớ từng lũy tre xa bóng má cha già còn xanh phủ che mái biết mày giỏi rồi. Trèo cây giỏi nè. Ừ. Lội sông giỏi nè. Ừ. Mà đánh lộn. Mày có nhớ hồi mấy thằng chăn trâu bắt đĩa nhát mày không? Tao lôi đầu tụi nó ra sân á, nhấn nút từng thằng một á. Thằng sao không nhớ? Ừ, thằng mốt con của chú Tư Mít uống nước cái bụng của nó bự bằng cái trống trầu vậy đó. Dạ. Tao nhớ hết á. Ừ. Nhớ nhất là cái giọng cười của mày đó. Ừ. Giọng cười như pháo Tết của mày á. Ừ. Trời sắp mày cũng cười đó. À, cười cho đời thêm tươi mà mày. Tao mua bán được cũng nhờ cái giọng cười trời cho đó mày ơi. Mày bắt trước tao đi. Bắt trước làm sao? Cười đâm chiêu hoài mau già lắm. Ê, nói nghe nè. Gái lớn sao?
Nhắc tới cái giọng cười của tao làm tao nhớ cái chuyện này vui lắm đó mày ơi. Mày á thì mày lúc nào không có chuyện vui. Tao nói thiệt á, mày nhớ anh Út thợ rèn ngoài chợ không? Nhớ. Bộ anh mê giọng cười của mày phải không? Trời ơi, không dám mê đâu. Ông quê thì sao quê? Để tao kể mày nghe nha. Cái tối hôm đó đó, ở ngoài xã có chiếu phim, cái tao với mấy nhỏ bạn rủ nhau đi coi. Tại người ta đông quá nên tụi tao leo tuốt lên bờ tường ngồi coi cho nó rõ. Ngồi được lát cái tao thấy anh Út với bồ của anh đứng dưới gốc cây điệp cạnh bên đó. Cái tao mới khiều mấy đứa bạn, tao chỉ cho tụi nó thấy cái bất cười bất chết luôn. Và khi thấy hai người chùm đầu vào nhau thì tao cũng cất giọng cười ra lên. Được ba bốn lần cái chắc ảnh quê á, ảnh liền cục đất nên làm tao té lăn á. Nè, sẽ có ngày để mày ăn đòn cho coi, cho bỏ đi cái tật á, phá khóc mọi người á. Chuyện người ta đó mà cũng ré lên cười à. Ảnh chọi trốn tao cục đất đau thú, rồi cũng cười tình ba. Bởi vậy nên ế chồng cũng phải mà. Xin lỗi à, xứ này à, không biết bao nhiêu anh chàng chết mệt cái giọng cười của tao đó các bạn. Lo cho mày kìa, khó khăn kén chọn hoài coi chừng mai mốt ở giá đó. Kệ tao. Ê mà không sao, mai mốt mà lỡ như mày ở giá kì, tao biểu chồng tao đi cưới mày về ở chung vui. Quỷ nó chuyển tào lao không à. Rồi thôi tới rồi, ghé vô đi. Từ từ đã. Từ từ lên nha. Rồi. Khoan. Đó. Nè. Rồi. Coi chừng thành con chuột lột bây giờ á. Cảm ơn mày cho tao quá gian á nha. Thôi đừng có cảm ơn nữa, mệt quá. Miễn mai mốt á mày biết nhường nhịn tao, đừng có cướp chồng tao làm của riêng là được rồi. Nói mày mà tao liền cục đất bây giờ đó. Thôi rồi, tao không có nói nữa. Chào. Tôi đi nha. Phương. Anh Kiệt. Tôi nè. Anh Kiệt, trời ơi anh Kiệt. Có chuyện gì đó? Sao? Ơi, làm anh muốn đứng tim à? Anh cũng làm em muốn đứng tim. Tự nhiên cái lù lù xuất hiện trước nhà em đâu có ngờ. Ý mà ai chỉ nhà em cho anh vậy hả? Ông chủ vừa trái cây ông chỉ đó. Mà trời đất ơi, từ sáng giờ hỏi thăm muốn hụt hơi không ai biết cô Phượng là ai hết trơn trời. Chừng nghe tả hình dạng người ta mới tiết lộ cho anh biết em còn có một cái tên khác nữa. Từ nhỏ giờ bà con gọi em á là con đẹp quen rồi. Trời, tên kia. Anh hỏi tên nhiều người đâu có biết. Ai biết. Còn anh sướng chơi sao không cho em biết trước. Mai là ba má em biểu em về thăm nhà, chứ nếu em ở bên cậu em chờ xong đám cưới của người anh cô cậu á thì cho anh tha hồ mà đợi á. Trời đất ơi, nếu mà không gặp em chắc là anh khóc quá. Người ta nghĩ có hai chuyến hàng làm gì mà phải xuống tới đây tìm lận. Anh có chuyện muốn nói riêng với em mà. Vậy hả? Vậy thì nhà không có ai à. Anh muốn nói gì nói lẹ lên đi. Anh muốn nói là chuyện này khó nói quá. Có gì đâu mà khó nói. Anh vừa ngại vừa mắc cỡ. Thôi, đàn ông trai gì mà nhắc hết à. Nói đại đi. Vậy anh nói nha. Nhưng mà em có được cười à? Ừ, hứa đó. Không có cười đâu. Vậy anh nói ha. Nói lẹ lên đi. Em cho anh mượn 3 triệu. Hả? Anh biết nói ra điều này với em là đường đột lắm, nhưng anh rất cần. Từ nay anh sẽ cố làm việc nhiều hơn để dành dụm tiền trả lại cho em mà. Lặn lội từ trên đó xuống đây là để mượn tiền á. Ngoài em ra anh đâu còn biết nhờ ai nữa Phượng. Trời ơi, làm ta sợ chứ quá mạng à. Nhưng mà anh cần số tiền đó để làm gì vậy chứ? Em biết không, em Tuấn vừa mới ra trường, có người quen muốn giới thiệu việc làm giúp cho nó.
vì là chỗ thân tình nên người ta không có đòi hỏi. Nhưng đã mang ơn thì mình đâu thể vô tình. Em tuân làm một bữa tiệc đơn sơ để gặp gỡ người ta bày tỏ chút lòng thành. Bữa tiệc đơn sơ mà phải cần gì tới 3 triệu? Vậy mới nói. Đòi hỏi như vậy giúp đỡ cái nỗi gì? Gọi là đơn sơ, nhưng trong thời buổi bây giờ mà bước vô nhà hàng 3 triệu thấm gì đâu em. Đối với anh đó thì em không hề e ngại, nhưng mà thương anh nên em nhắc một điều. Vì đứa em trai mà anh vất vả thật nhiều, sao không nghĩ chút gì cho riêng bản thân anh? Ủa anh, ba má anh mất sớm, nếu anh không lo cho nó thì còn ai lo cho nó hả Phượng? Vậy còn anh, gần 30 tuổi rồi, anh đâu có gì cho riêng anh đâu. Trong khi anh lao tâm lao lực, làm việc bất kể ngày đêm, được nhiêu á nó đổ dồn hết cho em Tuấn à. Ruột thịt ra thì ai không thương, nhưng mà cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ. Anh còn có trách nhiệm với cuộc đời của anh nữa chứ. Phượng ơi, nắng lửa chói chang và mạch suối trên ngàn chỉ còn lại hiếm môi vài tia nước nhỏ. Xin đừng hỏi vì sao trên thượng nguồn khe suối vẫn đưa nước về sông và cam chịu cảnh khô cằn. Sống cả đời cho đứa em ruột thịt, anh tự thấy rằng đó là bốn phận thiêng liêng sâu thẳm tận tâm hồn. Nhưng bây giờ em Tuấn đã ra trường rồi, bổn phận của anh đã chu toàn vẹn vẻ, đến lúc nó phải tự biết lo cho mình, chẳng lẽ cứ trông cậy vào anh mãi hay sao? Phải có việc làm thì mới tự lo được chứ. Bao nhiêu năm qua anh cán đáng được, không lẽ còn một việc cuối cùng mà anh không làm được cho nó xem. Anh Kiệt, suốt cuộc đời anh chỉ biết sống vì kẻ khác, nên đâu biết gì kẻ luôn lo lắng cho anh. Một năm qua rồi lại tiếp một năm, mà anh cứ mặc cho người ta nhạt nhòa như chiếc bông. Chờ cơn gió lãng du sao đồng chút ân tình. Anh đâu có thời gian để nghĩ chuyện riêng mình, khi đôi vai vẫn đang nặng hoằng bổn phận. Và cũng đâu ai để cho lòng vương bận với một con người vô vị cũng như anh. Phải rồi, anh có để ý gì tới những người chung quanh đâu. Trong lòng anh chỉ có em Tuấn của anh thôi à. Phượng à, anh... Thôi được rồi, anh có việc cần thì em sẵn sàng giúp anh. Nhưng mà nói trước cho anh biết nha, anh không biết phòng thân lỡ mai kia mốt nọ mà có chuyện gì thì đừng có trách là em không có nói trước á. Miễn em Tuấn được thành nhân chi mỹ, còn anh thì sống sao cũng được mà, em đừng có lo. Vậy thì thôi em không nói nữa. Bây giờ anh vô nhà đi, để em nấu bữa cơm đồng quê đãi anh nha. Thôi thôi, tôi phải về Sài Gòn ngay bây giờ, kịp chuyến xe. Trời ơi, anh về liền bây giờ hả? Số tiền này em Tuấn cần gấp lắm, anh phải về liền Phượng à. Mở miệng ra là em Tuấn. Nếu anh muốn về á thì em không có cản đâu. Để em vô lấy tiền rồi chèo ghe đưa anh ra ngoài cho nó kịp. Cảm ơn Phượng nhiều lắm nha. Ủa, chiếc ghe của Phượng đâu rồi? Chết rồi. Sao hồi nãy gặp anh em mừng quá nên quên buộc dây. Chắc là biệt mù rồi còn đâu nữa. Kìa, nó dưới nằm bộ cây kìa. Để anh lấy nó về cho em nha. Cẩn thận đó nghe anh, nước ở đây sâu lắm á. Anh biết lỗi mà, em đừng có lo, chờ anh nha.
Thôi đừng buồn nữa con. Em của con nó còn dại, để từ từ khuyên nó thì nó sẽ nghe thôi. Mà vì năm của con cũng tệ nữa, biết tánh của con Quyền như vậy đó, mà còn A Tòng với nó là nó hư thêm. Mà bây giờ chuyện nó đổ bể ra tùm lum hết rồi. Ai cũng nghĩ là con chấp nhận tình cảm của họ nên mới nhận quà cáp của họ. Hễ con rầy nó đó thì vì năm binh, nó không còn coi con ra gì nữa hết á. Nếu để nó ở trển thì có ngày chắc con với má sẽ mang nhục vì nó. Má, con chịu hết nổi rồi má. Anh Thư, má biết con thương má, thương em, nên thà một mình con chấp nhận buông ba, cần mẫn tháng năm để má và em con được những ngày nó ấm. Nếu như ba con không sớm dối lìa đời và má không bệnh tình đau ốm, thì má đâu có để cho con bị dẫm trường thân ghê vì kế sinh nhai giữa chốn đô thành. Hồi gì nắm con xuống rước con đi mà tiễn chân con mà trong già không đành. Không phải mà sợ con bị sai lầm vấp ngã, mà má không đành gì phải xa cách. Mỗi lần con đi rồi con lại ra đi là phải mất nhiều đêm mà không thể nào ngủ được, mà thèm sống lại như thời gian trước. Được thấy được nghe tiếng con hát con cười. Má à, cũng vì vậy mà con không muốn cho em Quyền nó ở trển. Cậu Tư suốt ngày lo ruộng nương rẫy bái, má ở nhà con một mình vừa buồn nhớ vừa không có ai lo. Nghĩ cũng tội cho em con, ở dưới này nó cũng cực khổ với má lắm. Cậu Tư thì càng già càng khó tánh, cứ la rầy mắng chửi nó hoài à. Mà cũng tại má, nếu má mạnh lành như người ta thì các con đâu có phải khổ gì nè. Má, má cực khổ với tụi con bao nhiêu đó chứ sao mà má còn tự trách. Má đã đổ ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, sức lực ngày một hao mòn để ban sự sống cho chúng con. Mỗi một sợi tóc bạc phơ, mỗi nếp nhăn trên trán, nó sâu rộng hơn biển trời với tình mẹ thương con. Hình ảnh này khắc mãi trong tim, làm hành trang mà bước vào cuộc sống, biết giữ sạch trong chỗ ước mơ và khát vọng, để thanh thản tâm tư đến trọn kiếp con người. Nếu như con Quyền nó hiểu được như con thì má đỡ phần lo. Thôi được, lúc này má cũng khỏe rồi, để sáng mai má theo con lên trển thì bắt con Quyền nó về. Ôi má, không có được đâu. Má nói chuyện không được mấy câu thì má lại khóc, mà hãy má khóc thì má lại bệnh. Con nhắn với cậu Tư rồi, vài bữa nó rảnh công việc đó, cậu Tư sẽ lên trển gặp nó. Kêu ổng lên gặp tôi làm cái gì? Muốn bắt tôi về đây luôn hả? Còn lâu. Gái nhỏ, trời ơi, lúc này con ăn bận gì đó hả? Con không sợ người ta đánh gia đình mình sao con? Mắc mới gì mà má sợ người ta đánh giá chứ. Con có tiền thì con có quyền ăn diện, chẳng lẽ về đây thì cứ phải áo giá quần phèn, đầu bù tóc rối má mới vừa bụng hay sao? Ăn nói với má vậy đó hả Quyền? Sao? Chị sao vậy? Chị dạy đời tôi nhiều quá mà, chị không thấy chán sao? Riêng tôi thì tôi thấy đủ lắm rồi chị gái lớn ơi. Định về đây học tam để với má, để có đồng minh hả? Đó, bây giờ có mặt tôi nè, nói cho hết đi rồi tính toán luôn thế. Trời ơi, má không ngờ
Má không ngờ chỉ có mấy tháng thôi mà con đã thác tệ như vậy rồi sao gái nhỏ. Đến nước này thì chị không muốn nói nhiều nữa. Kể từ giờ phút này em phải ở lại đây. Chị cấm em không được lên Sài Gòn nữa. Và cũng kể từ giờ phút này, tôi không muốn chị can vào chuyện đời tư của tôi nữa. Vì tôi đã lớn khôn, chứ không còn là một cô bé dại khờ. Chị làm ơn đừng có nói nữa để cho tôi nhờ. Tương lai của tôi thì cứ để tôi quyết định. Sau tôi thế nào không liên lụy đến một ai. Em đừng quá u mê rồi nói năng liều mạng. Má sanh ra em, còn chị em mình là huyết nhục. Trách nhiệm nặng nề chỉ phải lo lắng cho em. Cho tôi, thì làm ơn chị đừng có can thiệp. Chị cứ để cho tôi, cứ để cho tôi thoát ra đời cơ cực. Nhưng mà bản tánh của em thích đua đòi vật chất. Mà giữa chợ đời đâu thiếu kẻ gian manh. Má để cho con phải chịu lắm thiệt thòi. Thật sự trong lòng má cũng thấy xót xa. Nhưng nhìn thấy con sắp phạm phải sai lầm, không được con thì còn đau đớn nào hơn. Má à, má bị chị hai cho má uống thuốc độc rồi. Bây giờ con có nói gì đi chăng nữa thì má cũng không có nghe đâu. Mà cũng phải thôi, ở đời mà hễ đứa con nào mang tiền về nhiều á thì đó là đứa con có hiếu. Má yên tâm đi, không bao lâu nữa đâu con đem tiền về cho má. Má không có thiệt thòi đâu mà má sợ. Trời ơi, gái nhỏ ơi. Má Quyền, hãy quỳ xuống xin lỗi má vì câu nói đó đi. Quỳ xuống. Tôi không có lỗi. Quỳ xuống. Bộ tôi nói sai hả? Chị biểu em quỳ xuống. Tôi không quỳ. Mất dạy hả? Chị đánh tôi à? Chị còn muốn giết chết em nữa kìa. Giết đi, chị giết tôi đi. Chứ tại sao em lại thốt ra những lời bén nhọn như dao và độc ác như kẻ vô tâm đã mất đi rồi nhân tính. Em có nghe tiếng vỡ khô khan từ trái tim người mẹ, để cho đôi mắt già nuôi dòng lệ máu tuôn tràn. Mái ấm ngày xưa như vừa dậy lên cơn giông tố phủ, tâm linh chị như vẫn còn điên đảo. Lời nói vừa rồi là của em đó hay sao Quyền? Con người mẹ mang nặng đẻ đau, rồi chăm sóc dưỡng nuôi con không quản nhọc nhằn, mà lại mong chờ ngày con lớn con khôn để đòi lại công ơn bằng bạc tiền vô nghĩa. Mà... tôi không hề muốn nói ra điều đó. Nhưng tại sao má và chị không cho tôi được tìm kiếm tương lai của tôi chứ? Tại sao cứ bắt buộc tôi phải chôn chặt cuộc đời nơi đồng trưa ruộng sớm? Trong lúc chị thì được, còn tôi thì lẽ không? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Câu hỏi của con má không biết phải trả lời sao cho đủ đầy ý nghĩa, vì nó là linh tính của trái tim người mẹ. Khi nhìn thấy con muốn cho con sang con đẹp, nhưng đừng cậy vào chút danh lợi phù du mà dẫm bừa lên dị dạng. Vì con còn làm được bà vua bà chúa thì cũng phải sống nhờ khoai lúa của nhà quê.
quyền. Má với chị đã nói hết lời rồi. Tất cả cũng chỉ vì thương em, không muốn cho em hư hỏng. Bộ hễ người nhà quê nào đặt chân Sài Gòn cũng đều hư hỏng hết sao? Trong mắt của chị, Sài Gòn là nơi đáng ghê sợ như vậy sao chị gái lớn? Quyền à, chị không có nói như vậy. Sự hư hỏng nó nằm sẵn trong bản chất của con người. Khi gặp phải môi trường cám dỗ thì nó sẽ bộc phát. Mà em có quá nhiều khát vọng, em thèm muốn được bước lên địa vị giàu sang. Chỉ có một thời gian ngắn thôi, những việc làm của em, những thay đổi của em mình quá rõ sự lo âu của má và chị. Quyền à, em nghe lời chị đi em. Hãy ở nhà với má, vì má rất cần em. Chị hứa chị sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn để chị lo cho em. Để tôi xòe tay ra đón nhận những đồng tiền của chị ban cho tôi chứ gì. Và để mãi mãi tôi là một con ăn bám và phải cúi đầu nghe theo sự sai khiến của chị sao? Quyền, không, không có đâu chị gái lớn à. Chị là đó, tôi có đủ khả năng làm chủ bản thân mình mà. Chị biết không, tôi đủ mà, đủ mà. Tôi không muốn lệ thuộc vào ai nữa hết á. Và tôi cũng tin chắc chắn rằng sẽ có một ngày đó chị cũng phải đi theo con đường của tôi chọn. Thôi, chào chị. Quyền à, thưa má con đi. Quyền, gái nhỏ, nếu như con bước chân ra khỏi cửa thì con đừng bao giờ về đây má nữa. Vậy thì lúc nào má cần, con sẽ cho người về đây đón má lên trển. Con nuôi. Quyền, gái nhỏ, đừng có đi Quyền. Gái nhỏ, má, má ơi, má, má ơi, má, má. Gái lớn ơi, mày làm ơn mày cho tao ngồi nghỉ chân không? Tao già rồi, mày thì còn trẻ, tao theo mày không nổi đâu. Sao dì mệt nãy giờ dì không nói? Mệt thì ngồi nghỉ một chút rồi đi tiếp. Trời ơi, mày còn tính lôi tao đi nữa sao hả? Thì chừng nào kiếm ra nó thì thôi. Chỗ nào tao biết tao dẫn mày tới hết trơn rồi. Mày tội nghiệp cho cái thân già của tao một chút chứ. Mấy ngày nay tao bỏ ăn bỏ ngủ lội bộ tao mày muốn rụt cặp giò. Mày tha cho tao được không gái lớn? Ok, nếu dì muốn ở nhà nghỉ ngơi á thì dì làm ơn dì chỉ chỗ ở của nó đi, để con đi mình con. Con cần gặp nó chứ con không phải là con rảnh đâu mà con bắt dì dẫn đi hoài. Bộ con sung sướng lắm sao dì nói. Tao thề với mày á, là tao biết chỗ nó ở á, mà tao không chỉ cho mày đó, cho trời đảng mạng tao đi. Tao sợ nó quá mà. Tao nghe cái tên nó không là tao sợ quá trời quá đất rồi. Mày chi? Thì mọi chuyện cũng tại dì hết á chứ tại ai. Nếu dì không đưa đường dẫn lối cho nó thì hôm nay đâu có chuyện vậy. Kỳ vậy mày? Tự nhiên mày đổ thừa tao vậy đó hả? Hết má mày nặng nhẹ rồi bây giờ tới mày chì chiết làm sao mà tao chịu nổi. Tao có tham tiền thiệt, ok, nhưng mà tao vẫn nhớ nó là cháu ruột của tao mà. Hồi nào tới giờ á, tao thấy người ta tới làm quen tặng quà cho mày, nhưng mà mày cứ từ chối. Cho nên tao tiếc. Thời buổi khó khăn mà mày sĩ diện quá trời. Người ta tặng mình chớ đâu phải mình xin. Bởi vậy cho nên tao mới bàn với con Quyền. Ai đem tới nhà thì dì cháu tao cứ nhận. Chỉ có vậy thôi, tao thấy đâu có hại gì. Chuyện đó thì tao đã nhận lỗi của tao rồi, chớ đâu biết gì về chuyện nó bỏ đi. Dì không có xúi nó đi, nhưng dì tạo ra hội cho nó làm quen với đủ thứ hạng người. Mà hễ con rầy la thì dì mở miệng dì binh liền à. Ra tới nông nỗi này nè, dì sáng mắt ra chưa? Rồi bây giờ mày ngồi đây mày mắng tao hoài phải vậy không? Quyền, không, không có đâu chị gái lớn à. Chị làm rồi đó. Tôi có đủ khả năng làm chủ bản thân mình mà. Chị biết không, tôi đủ mà, đủ mà. Tôi không muốn lệ thuộc vào ai nữa hết á. Và tôi cũng tin chắc chắn rằng sẽ có một ngày đó
chị cũng phải đi theo con đường của tôi chọn. Thôi, chào chị. Quyền à, thưa má con đi. Quyền gái nhỏ, nếu như con bước chân ra khỏi cửa thì con đừng bao giờ về đây gặp má nữa. Vậy thì lúc nào má cần, con sẽ cho người về đây đón má lên trển. Con nuôi. Quyền, gái nhỏ, đừng có đi Quyền. Gái nhỏ, má, má, má ơi má, má ơi má, má. Gái lớn ơi, mày làm ơn mày cho tao ngồi nghỉ chân một chút được không? Tao già rồi, mày thì còn trẻ, tao theo mày không nổi đâu. Sao dì mệt nãy giờ dì không nói? Mệt thì ngồi nghỉ một chút rồi đi tiếp. Trời ơi, mày còn tính lôi tao đi nữa sao hả? Thì chừng nào kiếm ra nó thì thôi. Chỗ nào tao biết tao dẫn mày tới hết trơn rồi. Mày tội nghiệp cho cái thân già của tao một chút chứ. Mấy ngày nay tao bỏ ăn bỏ ngủ lội bộ tao mày muốn rút cặp giò rồi. Mày tha cho tao được không gái lớn? Ok, nếu dì muốn ở nhà nghỉ ngơi á thì dì làm ơn dì chỉ chỗ ở của nó đi, để con đi mình. Con cần gặp nó chứ con không phải là con rảnh đâu mà con bắt dì dẫn đi hoài. Bộ con sung sướng lắm sao dì nói. Tao thề với mày á, là tao biết chỗ nó ở á, mà tao không chỉ cho mày đó, cho trời đáng mạng tao đi. Tao sợ nó quá mà. Tao nghe cái tên nó không là tao sợ quá trời quá đất rồi, giấu mày làm chi? Thì mọi chuyện cũng tại dì hết á chứ tại ai. Nếu dì không đưa đường dẫn lối cho nó thì hôm nay đâu có chuyện vậy. Kỳ vậy mày? Tự nhiên mày đổ thừa tao vậy đó hả? Hết má mày nặng nhẹ rồi bây giờ tới mày chì chiếc làm sao mà nổi. Tao có tham tiền thiệt. Ok, nhưng mà tao vẫn nhớ nó là cháu ruột của tao mà. Hồi nào tới giờ á, tao thấy người ta tới làm quen tặng quà cho mày, nhưng mà mày cứ từ chối. Cho nên tao tiếc. Thời buổi khó khăn mà mày sĩ diện quá trời. Người ta tặng mình chớ đâu phải mình xin, bởi vậy cho nên tao mới bàn với con Quyền. Ai đem tới nhà thì cháu tao cứ nhận. Chỉ có vậy thôi, tao thấy đâu có hại gì. Chuyện đó thì tao đã nhận lỗi của tao rồi, chớ đâu biết gì về chuyện nó bỏ đi. Dì không có xúi nó đi, nhưng dì tạo ra cơ hội cho nó làm quen với đủ thứ hạng người. Mà hễ con rầy la thì dì mở miệng dì binh liền à. Ra tới nông nỗi này nè, dì sáng mắt ra chưa? Rồi bây giờ mày ngồi đây mày mắng tao hoài phải không? Nói cho dì biết chứ con có mắng gì hồi nào đâu. Ok, tao biết rồi, tao hiểu rồi. Ok, bây giờ về được chưa? Dì muốn về trước thì về đi, con đi kiếm nữa. Đủ rồi nghe mày. Mày đừng có làm trời vậy nghe mày. Mày đừng có làm khó dễ tao à. Mày biết hãy mày còn đi mà tao về trước là má mày cằn nhằn. Thằng cha tao theo nó nặng nhẹ nó chửi tao. Mấy ngày nay tao mệt muốn lè lưỡi mà tao có dám ở nhà ở đâu. Có phải lỗi của một mình tao đâu mà mày hả? Tao dữ vậy hả mày? Trời ơi, dì Năm. Dì Năm. Đang giữa sáng mà khóc la ôm sòm. Trời ơi, thằng nói gì người ta cười vậy kìa. Ôi khiếp quá mà không cho tao khóc sao được. Vậy. Sao con biểu dì về đi, dì không chịu về? Về đặng cậu Tư mày chửi tao hả? Hồi tối ông Hâm ông bắt tao về dưới để cho tao đi thiến heo. Trời ơi, tao vậy mà bắt đi thiên heo coi gì được mày. Thôi sáng nay cậu Tư ổng về dưới rồi, dì đừng có sợ. Hả? Mày nói thiệt hả? Thiệt. Ngày mai là tới ngày ổng xuống giống rồi. Một mình mở Tư ở nhà làm đâu có xuể. Khỏe. Như vậy là khỏe. Như vậy coi như là ok rồi. Tao xin phép tao về. Dạ dì về đi. À mà dì nhớ cho má con uống thuốc đúng giờ nghe. Ok. Bye bye. See you again. Again. Anh Thư ơi, anh Thư. Ủa anh Minh. Đúng là cô rồi. Anh đi đâu vậy? À, nhà tôi bên kia đường kìa. Hồi nãy đứng trên lầu nhìn qua đó, tôi cứ ngờ ngỡ nên lật đật chạy xuống đây nè. Ai về là cô thiệt. Ủa, dì Năm đâu rồi cô? Dì Năm tôi mới đi về rồi. Mệt quá.
Ủa, bữa nay cô đi đâu mà lạc tới đây vậy? Em gái tôi nó bỏ đi đâu hơn cả tuần nay. Tôi đi khắp nơi tìm nó mà chưa có gặp. Hèn nào mà mấy đêm rồi không thấy cô hát nữa. Người ta nói với tôi là cô xin phép về quê. Cô đã biết giả nhiều rồi. Mà em gái của cô không biết thương cho chị của mình. Cô ấy tệ quá. Tôi là chị của nó, tôi chịu đựng nó đã đành. Dạo trước nó còn gạt gẫm luôn anh nữa, mà tôi chưa có dịp hỏi anh nên tôi thôi, ngại quá. Thôi Thư đừng có ngại chuyện đó nữa. Vì ngay lần đầu tôi đã biết ý định của Quyền với dì Năm rồi. Tôi đâu có mắc lừa họ đâu mà cô ngại. Anh biết hả? Vậy tại sao anh cứ im lặng để cho họ làm tiền anh hết lần này tới lần khác vậy? Vì tôi đã yêu Thư. Anh Minh. Thư, không biết từ bao giờ tiếng hát của Thư cứ dịu dặt như ru theo tôi vào trong giấc ngủ. Để rồi có một đêm kia tôi giật mình tỉnh giấc nghe nỗi nhớ niềm thương tràn ngập cả tâm hồn. Tôi khẽ gọi tên Thư và chợt thấy con tim ấm áp lạ thường. Nhất là những đêm có Thư nơi quán nhạc, tôi nghe thoáng một nỗi buồn vắng lành cô đơn. Chân bước âm thầm con phố bỗng dài hơn, rồi lạc lối đến đầu con hẻm nhỏ. Mùi hoa sứ lân lân nhà em ở đó, tôi đứng một mình nghe cơn gió lạnh qua hồ. Mình là thần tượng của anh, nhưng trong mắt tôi anh là một người ái mộ mà tôi luôn trân trọng. Nhưng anh đừng lầm lẫn đó là tình yêu, vì hai thứ tình cảm đó rất khác xa nhau, không thể nào pha lẫn được anh Minh à. Chính vì nó rất khác xa nhau nên tôi mới khẳng định rằng đó là tình yêu, một tình yêu tinh khiết không hề pha lẫn một chút gì của lòng. Tìm đến tôi chỉ vì lời ca tiếng hát, tôi đón nhận anh chỉ bằng tình tri kỷ tri âm. Mà tình yêu thì nó đòi hỏi người ta phải thật sự hiểu nhau và tìm gặp nhau trong suy nghĩ. Anh Minh, anh rung động bởi giọng ca ngọt ngào ấm. Anh xao xuyến vì những lời của bài hát thấm đượm tình quê, những tâm tư của người ca sĩ thì trái tim anh chưa cảm nhận bao giờ. Nếu như Thư nói đúng thì Thư vẫn có thể nhờ thời gian để thử thách tình cảm của tôi mà. Vấn đề là ở tôi, vì thứ tình cảm mà anh cần thì tôi không có anh Minh à. Mong anh hiểu cho tôi. Thư à, Thư, tôi nghĩ rằng Cô Thư, cô Thư. Trời đất ơi, gặp dì Năm bà nói cô ở đây, sợ cô đi chỗ khác nên tôi đạp xe muốn thục mạng luôn. Vừa thấy bóng cô tôi mừng muốn chết. May mắn quá trời quá đất. May là đạp xe muốn thục mạng mà tới đây còn ào ào tí lia. Ai biểu nhiều chuyện chi rồi ngồi đó thở. Thở ai đi. Vậy? À, đây là anh Minh, khán giả ái mộ tôi và cũng là bạn tôi đó. Vậy hả? Chào anh, tôi xin tự giới thiệu. Thôi, tôi... khỏi giới thiệu. Hả? Đêm nào tôi không thấy anh chờ anh Thư trước cổng rồi đạp xe chở anh Thư về. Sao? Lúc này chạy khá hôn mà thấy cơ bộ ốm quá vậy? Đóng hụi chết anh ơi, chạy ngày chạy đêm, mập sao nổi. Anh Kiệt, anh kiếm tôi gấp có chuyện gì vậy? Quên nữa, lo trả lời cho anh này hoài nên tôi quên báo cho cô một tin mừng. Tôi đã gặp em của cô rồi. Hả? Vậy hả? Vậy bây giờ em tôi nó ở đâu hả anh? Tôi đâu có biết. Mới nó gặp tức thì bây giờ nó không biết. Anh ăn nói gì mà trớt quớt vậy cha nội? Cái gì mà trớt quớt? Tôi nói tôi gặp Quyền hồi tối hôm qua. Còn bây giờ cổ đi đâu, cô ở đâu làm sao tôi biết được?
tôi hiểu rồi. Anh cho tôi biết đi. Tối hôm qua anh gặp nó phải không? Mà ở chỗ nào? Mà nó đi với ai vậy? Thì mấy đêm mà cô không có đi hát á, tôi mới đạp xe đi vòng qua mấy cái vũ trường và mấy rạp cải lương. Coi chỗ nào đông thì tôi chờ kiếm khách. Thì tôi nhìn thấy rõ ràng cô Quyền đi với mấy người lạ quắc. Còn thôi ông ơi. Nhưng mà chỗ nào mới được? Đó là vũ trường Kim Ngân. Cả đám đi ra vừa cười vừa nói, rồi leo lên xe nổ giọt liền. Tôi không kịp kêu và cũng không kịp hỏi. Nếu vậy thì ngay buổi tối nay tôi đến Kim Ngân để chờ gặp em Quyền. Anh Thư à, tôi đề nghị như vậy nha. Tối nay cứ chờ tôi ở nhà, tôi sẽ đem xe tới chở cô đi. Có đàn ông dù sao á, nó cũng bảo đảm hơn. Bây giờ thì tôi còn phải đi hỏi thăm ít bạn bè. Tôi cảm ơn anh nhiều. Tôi không có dám phiền anh đâu. Không sao đâu anh Thư à. Lúc này ba tôi có một phụ tá rất đắc lực, nên thời gian rảnh của tôi rất là nhiều. Để tôi lấy xe hơi chở Thư đi, không có gì phiền đâu ha. Vậy cô đi với ảnh đi nha, để tôi chạy xe kiếm khách. Anh Kiệt, anh chờ tôi chút mà. Anh Minh à, anh Kiệt là người đưa đón tôi mỗi ngày. Tôi ngồi xe của ảnh cũng quen rồi. Và sẵn có ảnh ở đây đó, để tôi đi xe ảnh cho tiện. Anh Thư à, Thư nên để cho tôi. Tội nghiệp tôi mà anh hai. Mối mang của tôi mà anh cứ giành hoài. Thấy cổ cũng khó khăn, nên tôi lấy giá bèo chứ có ăn mắc đâu mà anh nóng ruột. Thôi mời cô lên xe. Tôi đi nghe anh Minh. Nếu tìm được em Quyền tối nay, tối mai tôi đi hát lại. Anh có rảnh cứ đến nghe tôi hát nha anh Minh. Thôi chào anh nha. Đi. Chào anh nghe anh hai. Cô Thư mà đi hát lại thì thế nào anh em mình cũng gặp nhau mà. Hẹn ngày tái ngộ nha. Cho khỏe đi. Đi tới lui làm cái gì? Từ ngoài cổng vô tới vũ trường chỉ có đường này thôi, không có ngã nào khác đâu mà cô sợ. Chờ lâu sốt ruột thôi chứ có gì đâu mà sợ anh. Ăn miếng bánh mì đi cho đỡ sốt ruột. Thôi cảm ơn anh, tôi ăn không có vô đâu. Mà nè, thôi tôi ngồi đây tôi chờ mình cũng được. Anh chạy ra ngoài ăn cơm đi. Hồi chiều giờ tôi thấy anh có ăn gì đâu. Thì tôi ăn cơm chiều. Cơm chiều của anh là ổ bánh mì không vậy đấy hả? Bộ nó không phải là thức ăn sao? Vừa đơn giản vừa nhanh gọn nữa. Ăn xong uống ly trà đá vô là nó nở ra cái bụng no tới tối. Còn lỡ đang ăn mà có khách kêu xe thì vừa chạy vừa ăn cho đỡ mất thời gian. Tiết kiệm đủ thứ, kinh tế lắm nghe cô. Anh đạp xe nặng nhọc mà ăn uống cái kiểu này làm sao mà anh chịu nổi? Vậy chứ tiền anh làm được anh để đâu mà anh kham khổ quá vậy? Tôi không trả lời câu hỏi này được không? Anh không trả lời thì để tôi nói giùm anh nha. Tại anh mắc lo cho em Tuấn của anh hết rồi chứ gì. Cô nghĩ coi, hồi còn đi học thì nó đạp xe đạp coi cũng được. Bây giờ nó đi làm rồi, mà chỗ làm của nó lại là một công ty lớn nữa. Ai cũng ăn mặc sang trọng, xe cộ thì mới toanh. Để nó đạp xe đạp đi làm, cô thấy có tội nghiệp cho nó không? Vì vậy cho nên tôi đã nhờ mấy người bạn của tôi làm thủ tục cho tôi mua góp một chiếc xe để cho em tôi nó làm phương tiện. Tôi không muốn ra đời nó thua thiệt với người ta. Ba má tôi lìa đời khi nó mới 13, không được sự ân cần chăm sóc của mẹ cha, nên tôi muốn đền bù những mất mát cho em. Tôi biết rằng anh muốn lo tròn phận cho đứa em ruột thịt của mình, nhưng anh quá nuông chiều thì cũng không có hay. Lo thì lo đúng thôi, nhưng mà anh phải dạy. Anh cứ nhìn thấy tình cảnh của chị em tôi, lỡ nó hư thân thì ân hận muôn đời. Em của tôi nó thiệt thà hiền hậu, cần mẫn siêng năng lại biết vâng lời. Cực khổ của tôi chắc cũng sắp qua rồi, mai mốt hả tôi
mà hưởng phước cho cô coi nha. Tôi cũng cầu mong như vậy, chứ đừng như em gái của tôi. Nó kìa, nó đang bước vô đó. Kìa, Quyên. Chị hai, chị đi đâu đây? Chị hỏi em thì đúng hơn. Mấy ngày nay em đi đâu? Em tới những chỗ này để làm gì? Nè, chị hai à, ở đây không phải là chỗ để chị dạy đời tôi đâu nghe. Tôi đã nói rõ rồi, tôi không còn là một đứa con nít. Tôi có đủ trí khôn để chịu trách nhiệm về những chuyện tôi làm. Chị đừng gây phiền phức cho tôi nữa nha. Chị của cô lo lắng cho cô, bỏ cả công ăn việc làm để đi tìm kiếm cô. Còn cô thì phấn son lè loẹt, ăn mặc hở hang, lại đi vô mấy cái chỗ này để làm cái gì? Còn ăn nói với chị mình như vậy đó hả? Ê, xin lỗi. Chạy xe kiếm tiền thì đừng có nhiều chuyện nghe cưng. Bạn tôi đang gửi xe ở ngoài đó. Anh ăn quán hả? Tôi cho anh dập anh một trận thì đừng có than à. Cô tưởng mình như vậy là ngon lắm đó hả? Tôi còn lạ gì mấy cô gái ngây thơ. Vừa bước chân ra nơi thành thị, vội nghe theo lời của người ta dụ thị, cứ lao vào những cuộc ăn chơi. Có ai đem bạc tiền mà vung vẩy khơi khơi, rồi một ngày nào đó không xa đâu, cô phải trả bằng cả một đời qua. Anh Kiệt anh nói đúng. Khi bước chân vào ngưỡng cửa phồn hoa thì em đâu có lường bụng dạ người ta. Cạm bẫy muôn trùng đang chờ đợi dưới chân. Nếu như thật lòng của chị muốn cho em mình được sung sướng tâm thân, thì xin chị hãy để cho tôi được trọn quyền quyết định chuyện đời tôi. Vậy thật cho chị biết, hiện giờ em đang ở đâu? Em làm gì có tiền mà ăn chơi phung phí như vậy chứ? Cần gì hỏi, chắc cặp sách với tụi choi phá gia chi tử, ăn cắp của nhà, giật dọc người ta để bao cổ chứ gì. Tôi cho cô biết nghe, tới chừng nó chán cô hả, nó cần tiền là nó bán cô liền cho cô coi. Anh im miệng giùm tôi đi. Chuyện của tôi không cần anh xếp vô. Nói gì xếp? Còn chị nữa, tôi cũng trả lời cho chị biết, hiện giờ tôi mướn nhà tôi ở với bạn tôi đó. Còn vũ trường này là nơi tôi làm việc. Hả? Tôi phải sống như thế này là do má và chị đó. Chị chưa vừa lòng sao mà cứ theo làm phiền tôi hoài vậy? Tôi nói thiệt à, em út của tôi mà ăn nói cái kiểu này là tôi giận họng liền á. Tôi cho người giận họng anh bây giờ chứ anh đừng có nhiều chuyện hả? Dám không? Em có một người đã xích lô như anh thì phải tú rồi, khỏi cần khoe nữa. Chứ sao? Chứ cô hả? Anh em tôi tuy nghèo thiệt, nhưng mà em của tôi á, nó rất là Quyền, Quyền ơi, mình vô đi em. Tuấn, trời đất ơi, em tới đây làm cái gì? Anh hai, em... Quyên, em quen với Tuấn bao giờ vậy? À, thì ra đây là anh hai của anh đây hả? Sao hằng đêm anh đến vũ trường mua vui, anh lại không cho ảnh biết để khi gặp anh đây, anh há mồm há miệng như bị chấn động thần kinh vậy anh Tuấn? Tuấn, theo anh về. Anh hai, anh biểu em theo anh về. Quyên ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhé, anh sẽ gặp em rồi nói chuyện sao? Quyền, em cũng theo chị về đi. Chị buông tôi ra đi. Bây giờ chị muốn cái gì nữa đây? Cái tát tay của chị tôi vẫn còn nhớ mà. Lời xua đuổi của má tôi không có quên đâu. Tôi ra khỏi nhà là mọi người rảnh nợ rồi, chưa vừa lòng hay sao? Phải để cho tôi được bình yên với con đường mà tôi đã chọn chứ. Và hãy an tâm rằng tôi vẫn nhớ đến công lao người chăm bón gieo trồng. Nghĩa nặng tình thâm tôi mang nặng trong lòng. Nhưng đừng đem mấy chữ sanh thành dưỡng dục mà độc đoán bảo với tôi rằng đâu là nhục là vinh. Không có gì tiền mà bán rẻ xác thân đâu. Thì đừng có mất thời gian dạy tôi bài đạo lý. Chị có nghe rõ chưa? Chị hay à, chị đừng biến tình thương thành lòng ích kỷ mà trôi
đời tôi nơi ruộng rẫy bùn lầy. Sức cám dỗ của vật chất phù hoa thật là đáng sợ. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà em không còn là một cô gái hiền lành chân chất như trước kia. Bây giờ em buộc tội cả hành động của chị và lời nói của má. Em cho là chị và má thật sự muốn ruồng bỏ em sao? Nè, chị đừng có nói với tôi là chị với má làm lẫy nha. Đúng, đó không hẳn là sự lẫy hờn, mà đó là một tình thương thật sự. Là nỗi đau của một người mẹ khi phải bất lực nhìn con đang ngập chìm trong dòng thác lũ cuốn trôi. Còn cái tát tai của chị, nó chính là bổn phận thiêng liêng để giữ gìn cho em trong sáng mãi tâm hồn. Cái tát tai ấy có thể làm cho gương mặt của em bị đau rát trong vài giây phút, nhưng ở trong lòng của chị, nó là một nỗi đau không biết đến bao giờ. Cũng được, tôi tin điều đó. Nhưng tất cả là do má và chị tự chuốc lấy thôi. Chuyện có gì đáng tại coi nó quá quan trọng vậy? Bây giờ tôi nhắc lại cho chị nhớ nha. Tôi không hành nghề buôn bán xác thân. Tôi không làm những chuyện xấu xa hèn hạ. Thì tôi xin má với chị đừng mất công lo lắng cho tôi nữa nha. Bây giờ chị cũng không có muốn bàn cãi với em nữa, mà chỉ muốn em về nhà. Em về nhà đi, chị đón má lên rồi đó. Em không thể một mình ra ở riêng vậy được. Đi em, đi về với chị đi. Tại em. Sao lại không được? Má với chị cho rằng tôi là một đứa con gái hư mà. Tôi phải ra riêng chứ. Tôi phải ở riêng để cho hai người không bị liên lụy. Quyền, em đừng nói vậy mà. Thoải mái rồi còn nói gì nữa. Quyền, thôi được, chị về mà lo cho má đi. Về lo cho bà đi chị à. Chào chị. Quyền, thôi mà, em đi về nhà với chị, đi theo chị. Chị buông tôi ra đi, chị làm Quyền. Cái gì vậy? Đi theo chị mà. Buông ra. Quyền. Dạ, dạ mày Quyền. Nè, tôi không quen biết với người đàn bà này. Bà cứ theo làm phiền tôi hoài à. Các anh làm ơn giữ bà ấy lại giùm tôi đi. Và xin với bà chủ là hôm nay tôi bận, tôi xin nghỉ việc. Quyền ơi, em đừng làm vậy, đi về gặp má đi em. Em đi về theo chị đi. Tôi nói chị buông tôi ra đi. Quyền. Nè, ai cho cô tới đây quậy phá chứ hả? Quyền ơi, nghe lời chị đi. Em đừng đi Quyền ơi, em về với chị đi. Giữ bà lại giùm tôi đi. Làm cái gì mà kỳ vậy? Giờ đi ra chứ. Buông tôi ra em, tôi. Buông tôi ra đi em, tôi mà. Buông cái gì, đi ra. Ê, nè, làm cái gì vậy? Buông ra, buông ra, buông ra. Ê, đừng có đánh nữa. Mấy người không có được đánh nữa. Chết rồi nè. Khuya rồi, để em chở anh về. Anh phải hiểu thế nào về thái độ của em đây? Anh còn muốn ở em điều gì nữa anh hai? Từ nãy giờ em chỉ im lặng cúi đầu nghe anh nói. Em có phản kháng lại anh đâu. Thà em phản kháng để chúng ta có thể tranh luận cho sáng tỏ vấn đề. Còn sự im lặng của em muốn nói lên điều gì? Khinh thường hay là thách thức? Hả? Vì sao mà anh lại có ý nghĩ đó không? Vì anh quen coi em là một đứa trẻ. Anh quen làm kẻ ban bố cho em từ vật chất đến tinh thần. Anh không dám chấp nhận cái thực tế là em đã trưởng thành rồi. Em phải có cách nghĩ và cách sống của riêng em nữa chứ. Cách sống? Như anh vừa chứng kiến lúc nãy chứ gì. Có gì quá đáng đâu. Bây giờ em đã có nghề nghiệp hẳn hoi. Em phải giao tiếp với những người giàu sang vị trong xã hội. Môi trường làm việc buộc em phải thích nghi. Em không thể tiếp tục sống như một chàng sinh viên khờ khạo và nhút nhát của ngày xưa được nữa, anh hiểu không? Vậy mà có những đêm em về muộn, anh đã nằm thao thức đợi bước chân em với nỗi xót thương ngậm ngùi say sức. Anh cứ nghĩ rằng em nhọc nhằn khổ cực,
để vun đắp cho mình bền vững một tương lai. Ngỡ em hăng say với mơ ước đông đầy, anh vẫn thế ngập tràn tình yêu, mong em được sung sướng sau này. Sự bước chân vào con đường luôn dẫn đến vực sâu. Anh cứ quay lưng với cuộc sống muôn màu, anh nhìn cuộc đời bằng đôi mắt hoài nghi, và con tim chai sạn khô cằn khác chi đang phí hoài. Và tâm quyết dung bồi nên rất sợ phí hoài công lao. Phải mà, chỉ vì tất cả những thành đạt của đời em đều gió nước mắt mồ hôi và công lao của anh gầy dừng, nên em đã không có thực quyền với bản thân em nữa, mà phải lệ thuộc vào anh cho đến muôn đời. Kìa, sao em nói vậy hả Tuấn? Vì cho đến hôm nay thì anh đã nói ra lời. Em đã nợ anh từ mảnh quần tấm áo, từ sách vở dép dài và nở cả tương lai. Thứ vật chất bình thường thì em trả được, chứ nghĩa tình thì có ai mà trả hết được cho ai. Em đang đi trên cây cầu nhỏ trên dên, chỉ cần sai một bước chân là mang tiếng dâm tình. Anh không ngờ sự lo lắng của anh được em hiểu như vậy. Mình là ruột thịt với nhau mà Tuấn. Khó xử cho em, chính vì chúng ta là ruột thịt, chứ có ai trồng cây mà không chờ ngày hái trái đâu anh. Thôi Tuấn à, những lời nói của em làm cho anh quá đổi đau lòng. Anh không phải là kẻ trồng cây chờ hái trái, cũng không nghĩ rằng anh đang ban bố cho em, mà chỉ muốn làm tròn bổn phận. Bổn phận một người anh với đứa em nhỏ dãi khờ côi cúc. Nếu như cuộc đời em bình yên hạnh phúc, sự nghiệp rõ ràng là đã đền đáp được công lao. Tuấn ơi, anh len lỏi từng giờ trong cuộc sống bon chen, đã chứng kiến nhiều chuyện nhân tình thế thái. Sợ em xa chân vào hố sâu cạm bẫy, chớ đâu nghĩ công lao và đòi trả lại bao giờ. Thôi được, vậy thì sẵn đây, anh em mình nên thẳng thắn với nhau. Anh sợ em lao vào ăn chơi rồi hư hỏng, hay anh không muốn cho em với Quyền quan hệ yêu đương? Cả hai đều có sức lôi cuốn mãnh liệt với một chàng sinh viên vừa mới bước vào đời. Theo anh thì Quyền thuộc loại người nào? Anh không dám vội vàng kết luận, nhưng anh thấy được ở Quyền sự đam mê vật chất. Quyền đã phá tan sự ràng buộc của gia đình, lao đầu vào ăn chơi hưởng thụ. Anh sợ em cũng sẽ phá tan đi cái sự ràng buộc của anh đó chứ gì? Tuấn, em biết rồi. Anh với chị của Quyền là hai kẻ đồng chung cảnh ngộ, nên suy nghĩ giống nhau và hành động cũng giống nhau. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho em. Mình về được chưa anh? Em về trước đi, anh muốn đi một mình. Ngày mai em phải đi làm sớm, em về trước.
một người trong đêm vắng, bước nhẹ bên dòng đời, ngọn đèn soi hiu hắt, thương ngoài kia bóng tối, ôi xa tha phương đường lối, nay biết nơi đâu mà ngóng trông, nghe tiếng sương rơi mà lưu luyến, ôi bên sông xưa ngày thơ. Kiếm một người bạn đang khám bệnh ở đây nè. Thấy mày bước vô cổng, ai theo kêu mày muốn chết à. Đi thăm ai mà cô bộ nôn nóng dữ vậy? Đi thăm một người bạn đang nằm điều trị ở đây nè. Tại trễ giờ rồi chứ có nôn nóng gì đâu mày. Chứ không phải đi thăm người yêu hả? À, đừng có nói bậy. Gì bậy? Chỉ là một khán giả ái mộ thôi. À vậy hả? Bạn bè của con gái nhỏ gây thương tích cho người ta đó. Bây giờ mình phải có trách nhiệm đi thăm thôi. Chứ tình yêu tình ma cái nỗi gì. Thôi đi mày ơi, tao với mày như là chị em ruột thịt rồi còn giấu chi nữa. Biết để chúc mừng mày thôi chứ có gì đâu mà mày sợ. Nè, nghe lớn, nếu mày đã yêu thì mày phải cho tao biết. Chuyện đó vô cùng cần thiết nha. Vì tao với mày có sở thích giống nhau, hồi xưa hay mặc áo trùng màu. Gặp chàng của mày rủi tao thấy xuyến sao. Biết trước đó thì tao trách cho mau chứ. Thôi đi bà ơi. Dạ. Thế gặp cái bà là có chuyện à? Chuyện gì đó? Tôi chưa hề yêu bất cứ một ai. Thiệt không à? Bây giờ bà cứ chọn đi, bà yên chí trao tình, không bao giờ dính líu tới tôi đâu. Kể cả người đang nằm ở bệnh viện này, nếu cần hả, muốn không? Dạ, dạ. Giới thiệu giùm cho. Nó chơi với mày thôi. Thiệt chứ nó chơi vậy? Chứ tao ha mày hả? Tao chỉ hợp với mấy anh chàng cùi lần lửa mà. Sức mấy mà mày chịu để ý tới mà tao sợ vậy? Bây giờ kiếm người hay là ở đây nói chuyện tào lao? Tất nhiên là đi kiếm người rồi. Nhưng mà hãy mỗi lần gặp mày là ta kia. Gì? Người tao muốn kiếm đang bước ra kìa. Đâu? Đó. Ủa? Anh nói vậy mày với... Anh Kiệt ơi, em đây nè. Phượng, anh Thư, và hai người quen nhau hả? nói vậy ha, hai người cũng quen nhau hả? Anh Thư là khách mà tôi chở mối hàng đêm đó. Anh Kiệt cũng là người chở mối hàng cho tao mỗi khuya đó. À, còn tôi với Phượng là bạn cùng quê từ hồi nhỏ xíu tới giờ đó. Mày hàng ơi, vậy là quen nhau hết rồi mà không biết nữa chứ. Nè, cái miệng của tao nha, sao mà nó linh hơn là miểu nữa mày, không có chịu tin nữa. Thôi đi, nói bậy nữa đi. Vậy tao sợ cái miệng của mày quá. Gì sợ? À, anh Kiệt à? À, nghe nói anh không được khỏe hả? Nhưng mấy hôm nay bận chăm sóc anh Minh, tôi không có đến thăm anh được, anh thông cảm nha. Tôi hơi mệt một chút thôi chứ đau ốm gì đâu mà cô phải tới thăm. Anh Minh đã khỏe hẳn chưa anh Thư? Vết thương thì cũng nhẹ thôi, mấy hôm nữa là anh xuất viện được rồi, anh yên tâm đi. Còn anh nữa, em đã dặn là chờ em tới đưa anh đi tới khám, vậy mà em chưa đến là anh vội đi, làm em phải chạy muốn hụt hơi à. Một mình anh không có người ở cạnh bên, lỡ như có chuyện á thì biết ai lo liệu. Cũng cái tật cứng đầu á, làm cho em đấy phát rầu á. Tôi đã nói có bệnh gì đâu mà cô thấp thỏm lo âu. Xét nghiệm xong là tôi quay về ngay. Anh còn đang mệt đi một mình á, thấy không có tiện, anh nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm cho Phượng buồn. Trời, không dám buồn đâu. Mới tao phải buồn toàn bộ nữa. Mày, ngang ngạnh cứng đầu, rủi có chuyện gì ráng chịu. Tôi nói là không có gì hết mà, đang chờ lấy phiếu xét nghiệm, trong đó ngột ngạt quá,
định ra đây cho nó thoáng một chút. Ai ngờ gặp hai cô một lượt á. Vậy anh ở đây nói chuyện với anh Thư đi nha. Để em vô chợ lấy phiếu xét nghiệm cho. Nè, mày biết chỗ chưa mà nói là đi vậy? Trời ơi, bữa trước tao đưa ảnh tới đây chứ ai mà không biết, khéo lòn à. Ở dưới quê tôi ai cũng mến nó hết á. Nó thiệt thà mà nó tốt bụng lắm. Anh em tôi mang nợ cô ấy nhiều lắm. Anh em của anh lúc này ra sao? Vẫn bình thường. Có điều không khí đầm ấm trước kia không còn nữa. Nhiều khi tôi nghĩ, có phải chăng vì mình đã sai lầm? Có phải chăng vì nặng nề bổn phận mà chúng ta đã rơi rớt lại trước nhịp sống của tuổi trẻ hôm nay? Anh nói đúng. Trước nhịp sống của tuổi trẻ hôm nay, vì bổn phận nặng nề đã làm cho chúng ta rơi rớt lại. Nhưng anh không có sai lầm đâu. Vì nhịp sống mãnh liệt của tuổi trẻ hôm nay là tranh nhau học tập làm giàu kiến thức, chứ không phải hơn thua nhau trong ăn chơi hưởng thụ ở nơi ba rượu hay vũ trường. Tôi chỉ thấy đau lòng, không đủ sức làm cho em tôi hiểu ra điều đó. Và tôi cảm thấy mình bất lực, bỗng thèm được quay về những năm tháng xa xưa. Hồi lớn sáu lớn năm, những buổi tan trường trên đường quê rợp nắng, xúc động bồi hồi dở từng trang trắng. Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi bằng lúc này. Mệt mỏi cả tâm hồn và thể xác. Điều quan trọng bây giờ là anh phải nghỉ ngơi. Dù sao thì trách nhiệm của anh coi như đã hoàn thành. Em trai của anh đã có tương lai sự nghiệp, chứ còn em gái của tôi thì... Mà thôi, có nói mãi thì cũng không có tìm ra lối thoát. Anh ngồi nghỉ đi. Anh ngồi đây nè, chờ Phượng đi. Tôi vào với anh Minh nè. Lúc nào rảnh tôi ghé thăm anh nha. Nhưng cô chưa biết nhà tôi mà. Tôi chưa biết, nhưng mà con Phượng nó biết mà. Anh đừng lo, đi nha. Cô ơi, cô à, cô, hồi nãy giờ tôi ngủ quên đó. Cô có thấy ai vô phòng tôi không cô? Dạ không.
Ủa, sao kỳ vậy kìa, giờ này mà cũng chưa tới nữa. Chào anh Minh. Anh Thư, nãy giờ tôi trông cô quá trời quá đất đi, tôi tưởng cô không tới chứ. Tại tôi gặp người quen nên tôi vô trễ vậy mà. Cô là người nhà của anh không? Dạ. Vậy sáng mai cô đến sớm nha, để đón ảnh xuất viện đó. Hả? Cái gì mà xuất viện? Nè, cô ơi, tôi còn đau mà tại sao tôi lại xuất viện? Đó là lệnh của bác sĩ mà. Nè, cô ơi, cô nhớ lộn ai rồi đó. Không phải tôi đâu mà. Bác sĩ nói tôi phải nằm nửa tháng nữa mới xuất viện được mà. Cô hỏi kỹ lại đi cô ơi. Cô. Anh Minh, sao anh sợ xuất viện quá vậy? Hồi nãy tôi có ghé qua bác sĩ Trực hỏi thăm. Họ có nói với tôi là sáng mai anh xuất viện mà. Tôi... Tại vì tôi sợ. Anh sợ gì? Tôi sợ sẽ không còn được cô đến thăm tôi nữa. Anh về nhà rồi tôi đến thăm anh không được hay sao? Anh nói vậy cô sẽ tới nhà thăm tôi thiệt ha? Với một điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ được xem tôi như một người bạn. Sao vậy? Một người bạn chân chính, không đợi chờ, không hy vọng ở tôi một thứ tình cảm nào khác nữa. Điều kiện của cô khắc nghiệt. Nhưng vượt qua sự khắc nghiệt đó, anh sẽ có một tình bạn vô cùng trong sáng và thiêng liêng. Mà trong một đời người, muốn tìm được nó còn khó gấp vạn lần hơn là đi tìm một tình yêu đôi lứa đó anh Minh. Phải, cô nói đúng. Nhưng người ta chỉ có thể đi từ tình bạn đến tình yêu, chứ đã có mấy ai kéo lùi một tình yêu trở về tình bạn. Nếu như nắng hạ trôi trăng cho suối nguồn khô cạn thì cũng đâu thể nào lôi ngược nước Trường Giang mà trả lại cho nguồn. Có chăng là trời đất dần xoay gây nên những trận mưa buồn, còn tôi đã trót gieo hạt mầm chờ quá tình yêu chính mộng thì tôi còn biết chờ đợi gì đây. Ở đời có tình yêu đến nhanh chỉ phút giây, nhưng cũng có khi phải giãn dày quá thử thách. Trước mặt chúng ta còn có một quãng đời, sao không thể tìm nhau trên đường tình lối. Tôi thật sự quý trọng anh, tôi không muốn anh phí hoài những tháng năm xuân sắc rồi anh sẽ ân hận, và lúc đó tôi sẽ mất đi một người bạn thân thiết như anh. Vậy tại sao Thư không phủ phàng từ chối? Nếu như Thư quyết tâm xa lánh tôi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà. Vì trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt mà anh vẫn còn biết yêu những giai điệu dân ca tha thiết đậm. Và lời hát không lạc loài khi có bạn tri âm. Người ta vỗ tay khi nghe giới thiệu, rồi lại uống rượu vui đùa chứ cần để ý lời ca. Chỉ có anh ngồi một mình lặng lẽ, rồi thả hồn theo từng giai điệu thiết tha. Sao Thư không nghĩ rằng tôi yêu thích Thư nên mới yêu thích luôn loại nhạc dân ca mà Thư hay hát? Nếu thế thì nhận xét của tôi về anh đâu có gì thay đổi. So với những cô gái trẻ trung chuyên hát những bài tình ca nóng bỏng thì bản thân tôi đã là một nét dân ca mộc mạc. Anh yêu thích tôi hay yêu thích những bài hát của tôi thì cũng vậy thôi. Có nghĩa là vị trí của tôi trong lòng Thư mãi mãi không thay đổi phải không? Và tôi rất cần một người bạn như anh. Tốt. Mấy bữa nay thì má tôi không được khỏe, bây giờ tôi phải về. Sáng mai tôi đến đây đón anh xuất viện. Nhớ nha. Tôi về nha. Chào anh. Em về.
có phiếu xét nghiệm rồi hả? Ra đây tôi chở cô về. Anh Kiệt, anh không cần biết kết quả xét nghiệm hay sao? Tôi bị cảm ho sơ thôi, có đau ốm gì đâu mà sợ. Sáng giờ mất thời gian nhiều quá, chở cô về lẹ để tôi còn đi kiếm khách nữa. Anh không làm chuyện gì nữa hết á, dẹp luôn chiếc xích lô của anh đi. Sao vậy? Còn nợ nần bao nhiêu thì về bán chiếc xe của anh Tuấn mà trả đi. Em đã nói với anh nhiều rồi mà anh có nghe đâu. Bây giờ hậu quả gì nè, anh có vừa lòng anh chưa chứ? Nhưng mà Phượng đang muốn nói chuyện gì? Anh đọc đi. Suy nhược cơ thể trầm trọng và kèm theo chứng lao phổi nặng. Anh thấy chưa? Lao phổi nặng. Tôi ta cấm anh làm việc. Anh phải nghỉ ngơi, anh phải bồi dưỡng sức khỏe. Anh có đọc kỹ chưa? Tại sao lại vào lúc này? Lúc này tôi cần phải làm việc nhiều hơn. Lúc này tôi rất cần có. Tại sao không muộn hơn một chút? Tại sao không đợi tôi làm xong trách nhiệm rồi có cướp đi sinh mạng của tôi cũng được mà? Tại sao? Tại sao vậy? Anh Kiệt, anh có thương Tuấn bao nhiêu đi nữa thì anh cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Mà trách nhiệm và tình thương không thể là phép thần thông biến hóa để giúp cho anh vượt qua giới hạn của con. Có rẻ sự sống của tôi đâu. Tôi rất cần nó, vì cuộc đời tôi còn biết bao dự định chưa kịp làm. Hơn ai hết, sự sống đối với tôi vô cùng quý giá. Nếu anh biết quý nó thì anh phải giữ gìn nó. Con người sống hoàn toàn vì kẻ khác thì cũng không phải là tốt đẹp đâu anh. Tôi chưa hề nghĩ hành động của mình là những điều tốt đẹp. Chỉ biết rằng em tôi cần và tôi có bổn phận phải cho. Phượng ơi, Phượng có một cuộc sống đơn sơ bình dị, một đường đi bằng phẳng không nặng nề với người thân, thì làm sao cô có thể cảm thông cho những người như tôi với trách nhiệm nặng nề. Chỉ có anh Thư cùng cảnh ngộ như tôi để hiểu được cho nhau nỗi niềm tâm sự. Bao nhiêu cay đắng trong đời chúng tôi chấp nhận không một lời than vãn. Tôi không biết bất kể là anh có những dự định gì, nhưng thời gian này anh phải nghỉ ngơi, phải uống thuốc. Em sẽ ở cạnh bên để kiểm soát anh. Anh có đuổi em cũng không có đi nữa. Bây giờ em phải đi mua thuốc cho anh. Cứ ra cổng đợi em đi, em sẽ ra liền. Phượng à, đi mua thuốc đây nè. Phượng. Dì Năm ơi, dì có nhìn lầm không? Con gái nhỏ làm gì mà mua nổi căn nhà lớn vậy hả dì Năm? Nó mua hay là nó mướn làm sao tôi biết được. Nhưng mà theo tôi đó, tôi theo dõi nó tới đây nè. Rõ ràng tôi thấy nó đi vô cái căn nhà này. Con mắt tôi còn tỏ mà nhìn lầm sao được. Chị dòm kỹ mắt tôi coi. Mà Phan, ok, chị đỡ tôi. Để tôi nhấn chuông là chị biết liền. Thank you.
Sao dì biết tôi ở đây? Trời đất ơi, dì đưa má tôi tới đây làm gì vậy? Má mày đòi tới chứ tao không có dẫn tới à ngang. Xin lỗi mày à, con năm ok này hả? No, làm khách. Gái nhỏ, ngôi nhà này là nhà của con đó má. Con có nhà rồi, con tính cuối tháng này cho người về dưới rước má lên ở đặng con nuôi. Ai dè má lên sớm quá à. Đó, chị thấy chưa? Chị nghe chưa? Tôi đã biểu rồi, đừng có tới. Chị lén con gái lớn biểu tôi dẫn chị tới đây. Nghe những lời hiếu thảo của nó mà tự nhiên sao lạnh như tôi mọc ấp với tên hết rồi. Gái nhỏ, má không hề có ý định đến đây ở để cho con nuôi má đâu. Nghe dì Năm nói con có nhà vừa đẹp vừa sang làm cho má vô cùng lo sợ. Má, con cái nó an cư lạc nghiệp thì má phải mừng chứ sao má lại sợ. Tao còn sợ chứ đừng nói chi má mày. Tiền chứ đâu phải lá me lá bích mày. Muốn hái nhiều có nhiêu mày. Chỉ có đồng tiền bậy bạ là dễ kiếm thôi con à. Dì Năm, ok. Gì bậy bạ chứ? Bậy bạ là sao? Đây là nhà của tôi chứ không phải tôi ở đậu nhà của dì đâu nha. Đừng có quen thói ăn hiếp tôi nghe dì Năm. Ok, tao biết rồi. Lúc này đó cái nanh nó mọc ngược vô, bây giờ nó loài ra rồi. Tao đâu có dám. Nhưng mà tao cho mày biết ra gái nhỏ, dì Năm ok của mày nè, đã từng lăn lóc mấy chục năm nay, có hạng người nào mà tao chưa gặp, có hoàn cảnh nào chưa trải qua, mày đừng lên mặt với tao. Nhất thời cửa rộng nhà cao chỉ là thứ phù du giá tao. Thứ người bất khiêu bất nhân, sớm muộn gì cũng lận đận lao đao. Ôi, mình có tốt đẹp gì đâu mà lại đi phê phán người ta. Những chuyện trước kia tôi làm à, là do ai đã bày ra. Có phải tại tôi không tiếp tục cho gì hưởng lợi? Thói đời cũng dễ hiểu thôi, hễ ăn không được á thì phá cho thôi. Đúng, lỗi của tao là đưa đường dẫn lối cho mày. Nhưng tao đâu có ngờ, mới đầu hôm sớm mai là mày nhảy lên mày làm thầy tao rồi. Ok, nói thiệt với mày nghe gái nhỏ, tao có mưu mẹo để kiếm chác thiệt. Nhưng tao đâu có bất chấp sự đời như mày vậy. Tao thương là thương cho má mày kia cà. Chứ một mình tao á hả, xin lỗi mày nha, mày có trải thảm lót đường vàng phải tới ngõ tao, tao cũng không tới nữa. Vậy thì mời bà hãy ra khỏi nhà tôi ngay đi. Đi ngay đi. Gái nhỏ, mày đuổi tao đó à? Ok. Chị Hai, về đi chị Hai. Ở đây một hồi hả, nó đuổi luôn chị bây giờ. Ok. Gái nhỏ, trời ơi, giờ là như vậy đâu sao gái nhỏ? Lương tâm còn để ở đâu mà con cứ liên tiếp gây nên sóng gió cho những người thân phải mang khổ lụy ưu phiền. Ok, con của má ngày xưa nó lễ phép quá, giữ cho con đừng trái bước sai chân thì lại không dư giả bạc tiền để con thỏa lòng ham muốn. Còn nếu như quay lưng ngoảnh mặt con rơi xuống dũng bùng nhớ thì ta nát trái tim già. Trời ơi, hồi mới bận đồ đẹp á, chị nói nó đã không nghe rồi. Bây giờ nó có nhà lầu, chỉ có trẻ đầu nó, chỉ nhét vô nó cũng mất nó liền ra nữa. Nói chi cho mệt. Ok,
Nè dì Năm à, chuyện của má con tôi dì đừng xía vô nữa nha. Không thèm. Ok. Má, nếu má nói vậy á thì má hãy an tâm đi. Chuyện con làm con chịu, con không có giác mặt về để làm khổ má nữa đâu mà má lo. Nên con làm mẹ đi, rồi con sẽ hiểu. Có dẫn chính xe 10 vàng đi nữa thì con vẫn là con. Cái đau của người làm mẹ là thấy con mình sắp lao xuống vực sâu mà không thể nào ngăn cản được, lại phải nghe những lời cay đắng, những hành động vô tâm làm cho tim má nghẹn ngào. Đây là lần cuối cùng, nếu như con không nghe lời má thì má sẽ không đến phiền con nữa. Má và chị hai con sẽ đi về dưới đốt nén hương miền để tạ tội với ba con. Sẵn dịp này chắc tôi cũng bán nhà tôi theo chị đi về dưới quá. Thấy cái trời này sao tôi ngán ngẩm quá. Sống chục vật kiểu này hoài, thà tôi theo anh Tư tôi đi thiến heo kiếm sống mà còn khỏe hơn. Ok. Xong chưa? Dì nói xong chưa? Tao nói chuyện với má mày chứ bộ tao nói với mày. Sao mày kiếm chuyện tao hoài vậy mày hả? Má, bây giờ má muốn ở đâu á là quyền của má. Má còn có chị hai mà. Chừng chị hai nuôi má không nổi nữa đó thì má cho người nhắn con, rồi con nuôi má ha. Bây giờ con phải đi công chuyện gấp. Chào má. Cái mỏ nó thấy ghét không? Chị coi đó, chị chấm con mắt chị coi chưa? Nó miễn cưỡng nó chào chị chứ cái bản mặt tôi nó có thèm ngó tới đâu. Được rồi, tao về tao lấy hai cọng chân nhang hả, tao chọi con mắt tao lên để nhìn coi mày chảnh được bao lâu nữa. Cái đồ con bất hiếu. Ok. Con của tôi. Ủa, sao nói đêm nay bận mà sao đứng uống bia có một mình vậy? Một cách tâm sự hả? Đêm nay con đi đâu? Thì cũng hỏi đêm, đi chơi với cái lão già đầu hói đó phải không hả? Gì hói? Ai nói anh hói đó? Sao không nhìn kỹ lại đi? Hói chỗ nào? Mà anh làm gì dữ vậy? Ghen hả? Anh Tuấn à, anh gặp tôi ở vũ trường, anh biết tôi là vũ nữ mà. Anh còn dám yêu một vũ nữ thì anh đừng có ghen chứ. Cô im miệng đi. Tôi không cần biết trước kia cô giao du với những hạng người nào, nhưng đã là người của tôi thì chỉ có tôi mới là kẻ có quyền. Người tình của tôi chứ đâu phải gái làm tiền mà cứ bá vai hết người này tới kẻ nọ. Không cần biết gì đến sĩ diện của tôi. Anh là cái gì của tôi mà anh muốn dùng mệnh lệnh vậy? Giàu bằng ai mà anh lại mong trói buộc chứ? Tôi đang sẵn sàng cho một cuộc chia tay. Tôi cũng phụng bấy nhiêu mà cô chưa dừng mà. Anh hết hơi rồi, tôi khuyên anh nên bỏ cuộc. Đừng giỡn với tôi. Tôi không chịu thua ai hết. Cũng đừng đem bạc tiền ra thách thức với tôi. Tôi nói thẳng ra không giàu đó làm gì. Tôi chán chán lắm rồi thì anh cứ để cho tôi đi. Nè, cái gã đầu hói kia cho cô được những gì thì tôi cũng sẵn sàng không thua kém mãi mãi. Thôi đi anh Tuấn ơi, anh đừng có tự gạt mình nữa. Người ta đầu hói chứ tiền người ta đâu có hói đâu anh. Anh hơn cái lão đầu hói đã ở chỗ là anh khỏe mạnh, anh đẹp trai thôi. Nhưng mà những thứ tôi cần là tiền kìa, chứ không phải là những thứ đó, anh biết chưa? Bây giờ anh có thể cho tôi thứ gì nữa đây? Trong khi căn nhà này sắp bị người ta xiết nợ, anh lại phải cư mang một người anh suy nhược ho lao. Quyền? Chưa hết đâu. Chuyện anh làm hợp đồng ma chiếm dụng tài sản của công ty cũng đang bị người ta nghi vấn đó. Anh Tuấn ơi, phía trước của anh ảm đạm quá. Anh không thấy hay sao?
Nhưng tôi làm tất cả là vì ai đây chứ? Không phải vì tôi, mà vì lòng tham, vì khát vọng của anh đó. Anh cùng là một kẻ tham tiền, ham địa vị. Anh muốn một bước bước lên mây, muốn người ta nể phục anh. Tôi hiểu anh quá mà anh Tuấn. Anh không còn đủ khả năng nữa thì xin anh đừng liên lụy tới tôi. Lẽ ra là vài hôm nữa tôi mới nói chuyện này với anh, nhưng hôm nay có được dịp này cũng là điều tốt. Nè, kể từ bây giờ chúng ta chấm dứt. Quyền, Quyền à, em đã đối xử với anh như vậy sao Quyền? Tôi đâu còn gì để nói với anh nữa, buông tôi ra đi. Không, em không được đi, em phải anh. Tôi bảo anh buông tôi ra. Em không được đi. Buông ra đi. Em không được đi. Không, anh buông tôi ra. Quyền, anh không có quyền gì hết á. Quyền, Quyền. Quyền, Quyền em. Không, em không thể nào chết được. Quyền ơi, em đừng bỏ anh. Không, không. Tuấn, em lấn nạt anh bao nhiêu đó đủ rồi. Lần này chị Phượng bận về quê không vào thăm em được. Chẳng lẽ em lánh mặt anh cả đời sao em? Chẳng lẽ em coi như mình không có người anh này hay sao? Ngược lại, em muốn anh hãy coi mình không có người em hư hèn đốn mạc này. Hãy dứt bỏ em như dứt bỏ một vết nhơ. Tuấn, dứt bỏ một nỗi đau đã hành hạ bản thân anh biết bao nhiêu ngày tháng. Em không đáng để anh thương đâu. Đây là một kết cuộc tất nhiên cho những con người tham lam và ích kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, thực tế em vẫn là em ruột của anh. Tuấn ơi, cái tình máu mủ nó thiêng liêng sâu nặng biết bao. Nó vượt lên tất cả những ham muốn tầm thường nhỏ nhen trong cuộc sống. Hãy xem những chuyện vừa qua là cơn ác mộng. Em hãy tỉnh giấc mơ quang để tìm lại thuở yên bình. Cái thuở em còn đi học, anh vất vả ngược xuôi mà chàng chưa thăm tình. Để anh được làm con sông hiền hòa cần mẫn, chuyên chở những vui buồn mơ ước của đời em. Cái thuở đồng tiền chưa hẳn nét suy tư, và cam dỗ lọc lừa chưa len vào giấc ngủ, mà hoài bão ước mơ đêm ngày em ấp ủ chỉ là một tương lai bằng tri thức dung bồi. Em là một kẻ mà quá khứ mang nhiều lầm lỗi, rồi một quãng đời tù tội, em còn lại gì nữa mà chờ đợi ước mơ? Còn chứ, trước mặt em còn tất cả. Quãng đời tù tội này sẽ gột rửa đi mọi điều lầm lỗi, bôi xóa hết những tham vọng thấp hèn, và lại cho em những kiến thức mà em đã dày công học tập. Em chỉ cần có nó, và bên cạnh có anh thì em vẫn thực hiện được ước mơ quãng đời còn lại. Anh hai, anh hai ơi, làm sao anh có được một trái tim kiên cường bền bỉ trước thử thách đau thương, khi chính em là một kẻ vô tâm đã tàn phá nó cho hằn sâu những muôn phiền trăn trở. Vậy mà nó vẫn sục sôi nồng nàn hơi thở che chở đợi em trước dòng gió tơi bời. Đó là tình quyết nhục. Và hơn nữa, trong lầm lỗi của em thì anh cũng có sai lầm. Anh chỉ biết dành cho em tất cả mà không dạy em hiểu về giá trị của ước mơ. Phải, giá trị đích thực của ước mơ là do chính bàn tay và khối óc của mình tạo dựng, phải không anh hai? Phải.
Và anh rất sung sướng được dắt dìu em như ngày xưa vậy. Anh hai, còn căn bệnh của anh? Em đừng lo, bây giờ bệnh lao đâu còn là bệnh nan y nữa. Chị Phượng kiểm soát anh gắt gao lắm, anh khỏe hơn trước rồi nè, em thấy không? Còn gia đình thì anh Thư ra sao rồi hả anh? Sau cái chết của Quyền, bác gái bệnh nặng một thời gian, lúc đó anh Thư khổ lắm. Bây giờ thì bác đã khỏe, anh Thư đưa bác ấy về quê sinh sống rồi. Trời ơi, chỉ tại em, tại em với Quyền mà anh và chị anh Thư phải khổ. Thôi, đừng nhắc nữa em. Quan trọng là từ hôm nay em phải sống thiệt cho xứng đáng. Anh về sửa soạn ngày mai về dưới thăm gia đình anh Thư. Dù sao thì mình cũng có trách nhiệm. Anh hai, anh hãy nhớ thay em xin lỗi chị anh Thư nghe anh. Được rồi, thôi anh về nghe tin. Dạ. Ê, ghế lớn. Ủa, mày chưa lên Sài Gòn sao? Sửa soạn đi nè. Thấy xoài ngon quá, tao lượn chục đem qua biếu bác gái ăn lấy thảo. Tử tế quá ha. Biếu má tao thôi hả? Còn tao sao? Mày ăn ké thôi. Ăn nhiều quá mặt mày nổi mụn, đừng có than à. Còn nhiều không? Để tao tưới phụ cho. Thôi, sắp xong rồi. Dì Năm với phụ tao từ sáng tới giờ đó, mới than đói bụng rồi chạy vô nhà ăn cổng rồi đó. Về đây bộ mày tươi tỉnh ra đó nha. Nhưng mà tao thấy ngôi nhà mà không có đàn ông không mấy gì ổn đâu nha. Sao không ổn? Hả nè, coi đám nào được á, mày gật đầu một cái đi tao cưới cho. Ê không ai, gật đầu đi. Mày lo cho mày cái kìa. Hả? Không có lúc nào mà chịu ngồi yên một chỗ hết á. Gì đâu vậy? Mai mốt con trai xứ này mà nó lấy vợ hết nha. Ờ sao? Rồi đó mày ở giá suốt đời đó con. Coi vậy chứ không phải vậy đâu nghe cưng. Đùng một cái thôi đó tao đi lấy chồng á. Coi chừng mày á, mày không kịp để dành tiền đi đám cưới á. Ghê dữ vậy đó. Chứ sao? Mà nè, không có cho tao biết trước hả? Tới chừng đám cưới mày á, mời á, không có đi đâu à mày. Ê, không có được nha mày. Vì tao với mày là đôi bạn chi thân. Tao đi lấy chồng á thì mày phải làm phụ dâu á. Kìa dữ. Mình hứa với nhau rồi năm nào á nhớ không? Chừng nào mà tụi tao đã rõ ràng minh bạch á ha, thì mày sẽ là người đầu tiên biết chuyện. Vậy nữa? Ừ. À, nói vậy á, mày chỉ mới có trộm nhớ thầm thương á. So với tao á, cũng đâu có hơn gì. Nhưng mà dù tao có nhớ trộm thương thầm thì cũng là biết thương biết nhớ. Ờ thì chứ sao? Còn mày á, cứ cô độc lạnh lùng hoài. À, không có một người nào mà để mơ để tưởng hết á. Vậy là đã thua tao á. Thì đừng nên cãi bướng. Về tình yêu thì là tao không muốn hơn thua, cũng không muốn tìm làm gì cho nó mệt cái tấm thân. Trời ơi, chắc không á. Muốn hay không á thì mày cũng đã thua tao rồi. Tao thua mày cũng được. Thôi thôi, mần ăn chạy nước rút giùm đi nghe. Chừng tao có chồng mày tuổi thơ cái mày khóc mới đi gỡ cho tên lắm mày nghe. Thôi cảm ơn mày lo lắng. Nhưng mà thôi bây giờ làm ơn tránh ra cho tôi tưới xong đi, còn đi chợ nữa chứ. Vậy thì làm đi, tao đem chục xoài vô biếu bác rồi tao cũng đi liền. Không thôi xe hàng người ta đợi tao vô à nghe. Ờ đi đâu. Anh Thư. Anh Kiệt. Tôi đi chuyến xe tài nhất, định xuống sớm để tưới rau với cô. Không ngờ chuyến xe mắc dịch cứ hư hoài. Chắc cô tưới gần hết rồi chứ gì. Còn một luống bên kia kìa. Nhưng anh ngồi nghỉ mệt một chút đi rồi tưới. Không có mất phần đâu sợ. Con Phượng nó mới ở đây nè. Vậy? Nó vô gặp má tôi một chút là nó ra tới liền bây giờ đó anh. Vậy à. Còn bác gái có khỏe không anh Thư?
Từ sau cái chết của em Quyền, sức khỏe của má tôi đã yếu hơn lúc trước. Mai nhờ có dì Năm dọn về ở chung, dì chăm sóc và tạo niềm vui, làm cho má tôi cũng khuây khỏa. Tôi với anh Thư là hai mảnh đời, nhưng cùng chung một nỗi đau. Có gia dấp rồi mới biết, chiều lo lắng và cung phụng bạc tiền cho em mình, chưa hẳn là đã thương chúng. Chúng được hưởng mà không hề bỏ công khó nhọc, nên không hiểu được giá trị của đồng tiền. Dù sao thì chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. À, mà thôi, chuyện đã qua hết rồi, đừng nhớ nữa. Sao, về dưới này với ruộng rẫy không còn được ca hát nữa, anh Thư có buồn không? Sao lại không ca hát? Tôi hát còn sai hơn trước nữa kìa. Ủa, bộ dưới này cũng có quán nhạc nữa hả? Bộ phải có quán nhạc mới hát được hay sao? Bây giờ tôi hát với dòng sông nè, với ruộng lúa, cánh cò nè, với luống rau xanh và nhịp cầu tre lắt lẻo nữa. Vậy là cô hạnh phúc quá rồi. Còn tôi... Còn anh thì sao? Còn tôi thì... Ở trển tôi buồn lắm. Suốt 2 năm dài, đêm nào tôi cũng đạp xe đưa rước cô, đã tạo cho cuộc sống của tôi một thói quen có thể nào thay đổi. Dù biết rằng giờ đây không còn cô để cho tôi đưa đón nữa, nhưng khi bóng đêm buông dần, con phố quen lên đèn, người nói cười xôn xao, lòng chờ từng đêm trên phố vắng, mà nơi ấy xa xôi có người luôn trĩu nặng bao nỗi nhớ, niềm thương chưa kịp thốt nên lời. Bổn phận quằn vai đè nặng xuống một người muốn tiết lộ tâm tư, thì ân nghĩa đã xây thành những lũy. Em không muốn anh là con người ích kỷ, để lại đau thương hận tôi cho một người. Như vậy là cũng đã lâu rồi em luôn nghĩ đến anh. Nhưng em vừa nói ân nghĩa gì, và chúng ta sẽ để lại đau sầu hận tủi cho ai? Tại vì anh quá vô tình, nên anh không biết được là Phượng nó yêu anh từ lâu lắm. Anh mang của nó quá nhiều ân nghĩa, và nó lại là bà duy nhất của em. Mình không thể có lỗi với Phượng đâu anh Kiệt à. Anh Thư ơi, tuy anh mang của Phượng rất nhiều ân nghĩa, nhưng đâu phải tình yêu là dùng để đền ơn. Là một người tri kỷ thì giữa Phượng và
thông minh hơn nữa, cũng chưa cùng anh một lời bài tỏ. Anh tin rằng Phương sẽ vui lòng quên niềm đau nhỏ để chúc mừng cho đôi ta. Nhưng em thấy không thể được đâu anh Kiệt à. Không thể được, trừ khi em không yêu anh. Anh Kiệt, anh Thư, Kiệt, Phượng. Phượng, em... Đừng nói gì nữa hết. Em hiểu mà. Hạnh phúc và tình yêu không thể là thứ đem ra đổi chác. Không để đền ơn, mà nó chỉ để dành cho hai người thật sự yêu nhau tha thiết. Anh Thư, mạnh dạn lên. Hãy mạnh dạn lên mà đón nhận tình yêu của anh Kiệt. Đừng sợ tao buồn, Phương. Rồi một thời gian ngắn tao sẽ quên thôi hả? Rồi tao cũng sẽ có một tình yêu đích thực. Phương ơi. Gì vậy? Tao cười rồi đó, mày thấy không? Mày với anh Kiệt cũng phải cười lên đi chứ. Chắc xe hàng họ đợi tao ở ngoài á. Tao phải chở hàng đi bán đây nè. Mình còn trẻ, còn nhiều việc để làm, không có thời gian để buồn đau tuyệt vọng đâu. Vui lên đi. Anh Kiệt vẫn là anh của tao mà. Mày vẫn là bạn của tao phải không? Phượng, tao sẽ về đây chúc mừng cho hạnh phúc của mày. Em đi nghe anh Kiệt. Phượng, đi nghe anh Thư. Đừng buồn nữa em. Phượng rất sáng suốt và bản lĩnh. Rồi đây, hạnh phúc sẽ mỉm cười với Phượng, cũng như đang mỉm cười với hai đứa chúng mình. Anh Thư. Cần thôi bạn làm ăn bấy.